Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hiếu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong 3 ngày tổ chức khóa tu an lạc chuyên sâu lần thứ 2 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên chúng ta. Theo như chương trình thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng bài pháp thoại cho các quý vị liên hiệp Phật tử đồng tu chúng ta, mang tựa đề là Chết đi về đâu. Vì sao tôi lại giảng cái bài pháp mang cái tựa đề Chết đi về đâu? Cho quý liên hữu Phật tử chúng ta tham dự khóa tu này, chúng ta biết rằng từ trước đến nay rất nhiều người chỉ lo về cái sống chứ không biết lo cho cái chết. Họ chỉ ham sống sợ chết và luôn luôn muốn được là mình được sống khỏe, sống dài mãi mãi. Nhưng chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật dạy sinh lão bệnh tử đó là quy luật vận hành như vòng quay của chiếc bánh xe. Có sinh ra, có già, có bệnh và có chết. Chết rồi chưa phải là hết, mà chết rồi chính là bắt đầu cho một sự sống mới. Cái sự sống đó có được an lạc hạnh phúc hay không, hay là nó đau khổ hơn là cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều đó Đức Phật dạy là tùy vào cái nhân mà chúng ta đang gieo trồng ngày hôm nay vậy, đời hiện tại này vậy. Cho nên ở trong kinh Phật đó, Đức Phật mới dạy là muốn biết cái nhân đời trước thì hãy xem quả của đời này. Muốn biết quả của đời sau thì hãy nhìn nhân hiện tại. Chúng ta gieo trồng là nhân gì? Thiện hay ác? Nếu thiện thì cảnh giới an lạc, tấm thân thọ mạng. Tâm thì hoan hỷ, hạnh phúc ở đời sau chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta gieo cái nhân xấu ác ở đời này thì quả báo ác, khổ đau, nghèo cùng, bệnh tật, chết yểu ở đời sau là không thể tránh khỏi đối với chúng ta. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói người đời thì chỉ biết sợ cái nhân, cái quả ác mà thôi. Người đời chỉ biết sợ cái quả ác. Còn chư vị Bồ Tát La Hán thì các ngài sợ cái nhân tạo ác. Vì các ngài thấy được nhân quả, nghiệp báo xoay chuyển ba đời không sai. Cho nên là các ngài nỗ lực tinh tiến diệt trừ những việc ác, những tâm niệm ác, những hành động ác. Còn chúng sinh chỉ thấy tại sao cái nhân đời này chúng ta khổ thế. Từ khi sinh ra ăn hiền ở lành, không làm việc ác lớn với ai, mà sao ông trời lại không công bằng. Phật Thánh đi đâu hết, chẳng màng tới con, để cho con đau khổ chất chồng thế này. Cho nên chúng sinh khi đau khổ thì chỉ nhìn thấy cái quả khổ, than thân trách Phật, oán trời hờn Phật, giận Thánh, thậm chí buông ra cả những cái lời bất kính với cả thiên địa quỷ thần, Phật Thánh nữa. Nay chúng ta là người học Phật, người hướng tới sự giác ngộ toàn thiện, toàn mỹ và toàn giác như là Đức Phật, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân sâu sắc, nguyên nhân sâu xa từ ở chỗ nào mà chúng ta có tấm thân bệnh tật, ốm gầy khổ đau như hôm nay. Chính vì đời trước chúng ta không học, chết đi về đâu. Chúng ta nghĩ rằng chết là hết, cho nên đời này chúng ta mới khổ cực bần hàn như thế này. Tôi nói như vậy là vì tôi nhớ là một cái đoạn kinh văn ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới hỏi chúng chư thiên xuống thính pháp ở nhân gian chúng ta. Ngài hỏi chúng chư thiên rằng nhìn cảnh đẹp của nhân gian, nhìn cái phong cảnh của nhân gian đó, các ngài thấy như thế nào? Chúng chư thiên đều sám hối. Tôn giả Mục Kiền Liên mà bạch rằng: thưa tôn giả, chúng con đến với nhân gian này đó là vì Đức Phật, vì cung kính, tôn trọng và cúng dường Đức Phật, vì muốn trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật, khiến cho vô số chúng sinh thoát khỏi bến mê, quay về bờ giác, ra khỏi cái đống phân ngũ dục lục trần kia vậy. Đức Thế Tôn từ vô thủy, ngài đã thành Phật và giáo hóa hằng hà sa số chúng sinh. Nhưng do thương tưởng chúng sinh ở cõi Sa Bà này, cho nên ngài thị hiện vào để độ sinh. Vì vậy mà chúng con theo Đức Thế Tôn tới đây để cung kính cúng dường, hộ trì trợ tuyên chính pháp cho Đức Phật. Chứ đối với cảnh sắc hữu tình của thế gian đó, chúng con không có một niệm tham đắm. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta nghĩ lại xem. Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi chúng chư thiên trả lời như vậy. Nếu mà chưa học Phật Pháp, chưa hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thấy tại sao trong kinh của Đức Phật lại coi thường cuộc sống xã hội của chúng ta đến thế? Coi nhẹ cái địa vị và cái cuộc sống của loài người chúng ta đến vậy. Không phải. Nếu chúng ta học Phật Pháp nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật một chút, chúng ta sẽ thấy nếu ở trên cương vị của loài người, đúng không? Ở trên cương vị một loài người, chúng ta nhìn vào xã hội của loài côn trùng, giun dế, sâu bọ và các loài súc vật, và đặc biệt tôi lấy cái ví dụ nữa mà tôi nhớ là Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài có dạy ở trong văn sao là giống như cái loài giòi á, nó sống ở trong đám phân nhơ á, chúng ta thấy nó sống ở trong đó, chúng ta thấy nó bẩn, chúng ta thương nó, chúng ta nghĩ rằng á, muốn giải thoát cho nó khỏi cái đám phân nhơ đó, chúng ta bắt nó ra một cái bát nước sạch, chúng ta rửa nó đi, rửa sạch đi, xong rồi chúng ta bỏ nó sang một cái vũng nước sạch. Chúng ta thấy con giòi nó có ham, nó có thích không? Nó có thích sống ở cái bát nước sạch không? Rồi nó lại tìm cách, nó lại bò sang cái đám phân nhơ kia vậy. Chúng ta thấy thế, chúng ta cũng thương tưởng nó và mong muốn giải thoát cho nó. Nhưng vì cái tham, các loài động vật nó cũng có tham tài, tham danh, tham sắc, tham thực, tham thùy, giống như chúng ta, không có khác. Vì nó tham ăn. Đối với nó cho các loài nhơ bẩn đó là những loại thức ăn ngon. Cho nên chúng ta vớt nó ra, rửa sạch nó đi, rồi nó tìm cách nó tìm về cái nơi bẩn thỉu mà nó cho là đó là ngôi nhà của nó, đó mà là thức ăn bổ dưỡng ngon ngọt của nó, vân vân. Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao Ngài cũng nói con người chúng ta cũng như thế. Đối với chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta chìm đắm trong lục đạo luân hồi, xoay chuyển mãi trong tài sắc danh thực thùy, các ngài đem giáo pháp giải thoát giác ngộ, giống như là chúng ta lấy nước sạch để rửa cho những con giòi, con bọ kia vậy. Rửa xong rồi chúng ta lại tiếp tục bò vào cái 5 món tài lợi, tài sắc, danh, thực, thủy đó, không thể buông ra được. Vì tham món tài sắc, danh, thực, thủy, cho nên là chúng ta sẵn sàng tạo nghiệp, tạo vô số các nghiệp ở trên cuộc đời này. Không chỉ cuộc đời này mà Đức Phật nói chúng ta đã tạo vô số ác nghiệp từ đời trước cho đến ngày nay, mê hoài chẳng giác, đuổi theo vọng mà quên đi cái chân tính thanh tịnh, từ bi sáng suốt, giống như là các Đức Phật. Chính vì thế cho nên chúng ta cứ trôi lăn trong hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh, hết sinh lại tử, hết tử lại sinh, quay quẩn quẩn ở trong 6 nẻo luân hồi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Cái khi mà chúng tôi đọc văn sao thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư ví chúng ta giống như những con giòi mà bằng ở trong cái đám phẩn nhơ tài sắc danh thực thùy, chư Phật Bồ Tát muốn cứu chúng ta ra, đem giáo pháp cho chúng ta nghe, tức là rửa sạch chúng ta ra khỏi cái đám tham sân si mạn nghi ác kiến đó rồi. Nhưng rửa sạch rồi chúng ta đâu có chịu ở yên trong đó, chúng ta lại tiếp tục tìm để bỏ về cái nghiệp mà chúng ta đã tạo đó. Chấp đây là tấm thân của ta, đây là gia đình của ta, đây là của cải tài sản của ta, đây là danh vọng cả đời ước nguyện và phấn đấu của ta. Và chúng ta tiếp tục lao vào nó. Đã lao vào nó thì phải tạo tác, đã tạo tác thì phải gây nhân. Mà nhân thì trong cuộc đời có những nhân xấu, nhân ác và nhân vô ký. Luôn luôn đi với nhau. Cho nên chúng ta muốn thoát ly ra khỏi những sự sống chết sinh tử đó, những sự đau khổ đó, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta phải tu. Chúng ta phải sửa mình, chúng ta phải thay đổi những thói quen từ vô thủy kiếp cho đến nay chúng ta đã mê lầm, tạo tác và chạy theo nó đó. Đức Phật dạy chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, ngoài việc tu nhân tích đức hành thiện, chuyên tâm lễ bái, sám hối nghiệp chướng, tụng kinh phóng sinh, tu phúc thiền định, và đặc biệt chúng ta là tu theo pháp môn tịnh độ thì chúng ta niệm Phật, cầu nguyện một đời vãng sinh để thoát ly chúng khổ. Từ khi tôi đọc thấy cái đoạn mà Ngài Ấn Quang ví chúng ta, nói rằng chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta chẳng khác gì những con giòi ở trong đám phẩn nhơ. Và thực sự từ đó tôi thấy nhàm chán và không muốn ở trong cái đám phẩn nhơ đó hoài nữa. Và tôi đã phát nguyện rằng một đời này, một kiếp này, con phải tu làm sao đó cho bằng phải về được với Phật. Mà cụ thể là về với Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có như vậy, nguyện như thế, và một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật bất cứ lúc nào. Đi ngủ cũng niệm, thậm chí là vào trong nhà vệ sinh nhớ tới Phật cũng niệm thầm ở trong tâm. Ăn cơm nhớ tới Phật cũng niệm Phật ở trong bữa ăn. Đi công tác làm Phật sự ở ngoài đường, tôi mở cái máy điện thoại lên, tôi nghe Pháp từ đầu cho đến cuối. Vì sao phải làm như thế? Vì muốn xa rời cái đống phân ngũ dục lục trần ở thế gian vậy. Cho nên nếu ở lại cái cõi thế gian này, chúng ta không biết rằng sau khi chết đi chúng ta sẽ đi về đâu. Có rất nhiều những câu chuyện kể về con người ta chết đi, sống lại, và rồi lại đem kể lại cho người còn sống chúng ta biết ở dưới cõi âm cái khổ báo ở dưới đó như thế nào. Ngày xưa chúng tôi còn mới xuất gia, học cái quyển Sa Di Luật Giải nhìn thấy trong cái quyển Sa Di Luật Giải các vị tổ sư dẫn chứng một câu chuyện mà tôi đọc thấy tôi nhớ mãi, mà thấy rất kinh sợ. Câu chuyện đó, ở trong chùa nói rằng ở trong chùa có một vị tăng trụ trì một ngôi chùa ở bên Trung Quốc. Cái vị tăng đó thì cũng có một chút phúc báo do đời trước gieo trồng, cho nên đời này ông ta cũng được sự cung kính tôn trọng của một số Phật tử cũng khá đông. Một hôm ông ta nghĩ rằng cái công đức và cái việc làm của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp là khá nhiều rồi. Mình đã xây dựng và tu sửa được hàng chục ngôi chùa cho Phật rồi. Chúng ta biết là một vị sư một đời mà tu sửa được, xây dựng và tu sửa được hàng chục ngôi chùa thì đó là một cái việc làm không phải là ai cũng làm được. Ai cũng có được cái nhân duyên, cái phúc báo để hô hào tín đồ Phật tử và nhân dân làm cái việc đó. Bình thường nó xây được 1 cho đến 2 ngôi chùa. Hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu tập đã tốt lắm rồi. Mà cái vị tăng đó xây dựng và khôi phục lại những ngôi chùa đổ nát được hơn chục ngôi chùa. Vì đó nghĩ rằng cái công đức của mình rất lớn. Mình đã báo đáp ân đức của Phật rồi, mà thậm chí còn đem lại lợi ích cho Phật Pháp rất nhiều rồi. Cho nên vị đó bắt đầu là hưởng thụ, nghĩ tới cái vấn đề là tiêu tiền của thập phương tín thí một cách theo ý mình, tiêu xài vô độ. Thậm chí là còn đem về cả cho người thân của mình nữa, xây dựng nhà cửa cho người thân của mình ở tại gia nữa. Người ta cúng vào việc này thì đem làm việc nọ. Mà những cái việc mà không đem lại lợi ích gì cho Phật giáo, cho Phật Pháp, vị ấy cũng làm. Cho nên bỗng một hôm, vị đó kiểu như mình cứ nói nôm na cho với nhau như là bị bệnh trúng gió ấy, nằm lăn quay ra. Và vị ấy thấy là các vị Diêm Vương ngục tốt, Diêm Vương sai Ngưu Đầu Ngục Tốt đến để lôi đi, bắt thần thức của vị đó, lôi xuống dưới, đứng trước là điện tiền của Diêm Vương. Ông ta đến nhìn thấy Diêm Vương và không tin vào mắt mình nữa. Khi Diêm Vương hỏi kẻ tội nhân nào dưới kia thì ông ta nói rằng tôi không phải là tội nhân, tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đệ tử của Phật môn, tôi làm gì xấu làm gì ác đâu mà bảo tôi là tội nhân. Diêm Vương mới bảo rằng nếu không phải là tội nhân thì chẳng lẽ là Ngưu Đầu Mã Diện lại đi bắt nhầm người hay sao? Liền cho sa tra cái sổ bạ thiện ác sinh tử ra, thấy rằng trong những năm trước ông làm được rất nhiều việc thiện, đó là khuyến hóa tín đồ Phật tử nhân dân, xây dựng chùa cảnh, khôi phục tôn tượng, in kinh, in sách, giáo hóa chúng sinh, công đức rất lớn. Nhưng trong mấy năm trở lại đây, ông khởi tâm móng niệm suy nghĩ rằng công đức của ông quá lớn rồi, làm cho Đức Phật được đủ rồi, và ông quay lại ông hưởng thụ. Ông chi tiêu tiền của Tam Bảo một cách vô độ, không đúng chỗ. Chính vì vậy cho nên ông tổn phúc và mới phải vào đây. Bây giờ cái vị tăng kia xét lại đúng là mấy năm nay mình như thế thật, khởi cái tâm niệm ác, coi thường chúng tăng. Làm nhiều cái việc tội lỗi ở trong chùa. Chính vì thế, bây giờ xem cái sổ bạ thiện ác sinh tử của Diêm Vương, ông chẳng thể chối cãi được một từ. Và bây giờ ông ta khẩn khoản và xin với Diêm Vương rằng thôi hãy nể tình, tôi là đệ tử của Phật môn, hơn nửa đời người làm việc thiện. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, mấy năm vừa qua, do mê lầm nghĩ rằng Phật mang ơn tôi rồi. Bao nhiêu năm qua là tôi mang ơn Phật, nhưng tôi đã trả ơn Phật hết rồi, tôi đã làm được hơn chục ngôi chùa và Phật bây giờ phải mang ơn tôi. Cho nên tôi mới sống buông lung, buông thả như vậy. Nay tôi thực sự thì ăn năn sám hối, xin ông nể tình Đức Thế Tôn, cho tôi một cơ hội làm người trở lại. Ăn năn sám hối trước điển tiền của Diêm Vương, chí thành chí kính sám hối với Tam Bảo khắp mười phương, khởi cái niệm tâm ăn năn sám hối như vậy. Diêm Vương hoan hỉ và đồng ý cho cái vị tăng đó một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Bây giờ lại nói là ở nhân gian, sau một ngày một đêm, thân thể vị ấy mất đi ở trên nhân gian này. Các đệ tử và nhân dân đang chuẩn bị cho vào tẩm liệm và cho vào quan tài để làm lễ nhập quan phát tang rồi, thì tự nhiên là thấy là gì? Chân tay ông cựa quậy và mắt từ từ mở ra, thân thể hồng hào dần dần trở lại và ông ta sống lại. Chết đi một ngày một đêm ở trên nhân gian, trong khi ở nhân gian thân thể của ông nằm ở đó. Đệ tử rồi Phật tử, người thì khóc, người thì niệm Phật, người thì thương tiếc, vân vân. Nhưng còn thần thức của ông thì một ngày một đêm bị bắt xuống dưới điện tiền của Diêm Vương. Khi tỉnh lại, sống lại á, ông ta đem kể hết cái câu chuyện đó ra cho đệ tử và tín đồ Phật tử. Ông ta khẳng định rằng chết không phải là hết, mà chết là để thay đổi một cuộc sống. Về thế giới bên kia chúng ta như thế nào thì hoàn toàn từ cái nhân ngày hôm nay mà ra vậy. Rồi từ đó ông ta ăn năn sám hối, phát nguyện tu hành, cung kính Tam Bảo, dẫn dắt tín đồ Phật tử tu tập đúng chính pháp. Và hơn chục năm sau, ông ta trở thành những cái vị gọi là đạo đức nổi tiếng một thời. Đó chúng ta thấy qua những cái câu chuyện mà đã được ghi lại ở trong sử sách của Phật môn. Nếu là người học Phật chúng ta chẳng sởn gai ốc, chẳng nổi da gà mới là lạ. Rồi còn rất nhiều những câu chuyện, như là có câu chuyện khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, Tôn giả A Nan nhìn thấy một con quỷ đói khát ngặt nghèo, bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như ngón tay, muốn ăn chẳng ăn được. Trên đầu thì bốc lửa, hai dây nách của con quỷ đó cũng bốc ra lửa. Có hai cái cục thịt thật to, mà hai cục thịt đó luôn luôn là phát hỏa bốc cháy, khiến cho con quỷ đó đau khổ vô cùng, đi đi lại lại, lăn lóc ở trên hư không, gào thét, khóc than, khổ não vô cùng vô tận. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, vì nhân duyên gì á mà có một chúng sinh đau khổ như thế? Đức Phật nói rằng ở trong thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở thế giới này, bây giờ thời chính pháp đã qua, sang thời tượng pháp. Trong cái thời tượng pháp đó có một ngôi chùa, trong ngôi chùa đó có một vị sa di, tức là sư bác á. Một hôm á, cái vị sa di đó được phân công xuống bếp làm cơm để cúng dường chư tăng. Khi làm cơm á thì ông ta có cái người Phật tử họ đem cúng một cái gói đường mật. Các vị biết cái đường mật như thế nào chưa? Ngày xưa người ta nấu bằng cái cây mía đường á, nấu bằng mía đường nó đen đen á, nó làm đóng thành cục như cái viên gạch á. Cái đường mật á, gọi là thạch mật. Thế cái vị Sa Di đó đem nấu cái, lấy cái đường đó để nấu để cúng dường chư tăng. Thì vị thèm quá, vị này cắt hai cái viên nho nhỏ, mỗi viên bằng độ cái chén ấy. Vì đến nếu ăn ở trong bếp ấy thì không dám ăn, vì là sợ chư tăng đi xuống bắt gặp thấy thì phạt cái quỳ hương thì chết. Cho nên vị này cắt hai miếng giấu vào hai bên nách của mình. Đó. Cắt hai cái miếng đường bằng cái miếng mật đó, bằng khoảng bằng cái chén, gần một cái chén đó, giấu vào trong nách của mình để tí nữa đi ra ngoài để ăn riêng. Đức Phật Thích Ca nói là vì cái nhân duyên ăn trộm của thường trụ, ăn trộm của tăng đó, ăn trước cả chư tăng đó, cho nên cái vị Sa Di đó từ khi chết đi cho đến nay, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, vẫn ở trong con đường quỷ đói như vậy. Vì sao trên đầu của con quỷ kia bốc ra lửa? Vì lúc đó nó chỉ nghĩ đến việc gì? Việc được ăn cái hai cái cục đường kia. Cái sự thèm thuồng đói khát cái cục đường kia khiến cho cái vị Sa Di kia phạm tội ăn trộm của thường trụ của chư tăng. Cho nên chính vì ở trong tâm nung nấu như vậy, vì vậy mà trên đầu luôn có lửa bốc cháy. Vì sao mà có hai cái cục thịt to ở dưới nách mà lại luôn luôn phát lửa, khiến cho con quỷ kia đau khổ vô cùng? Vì chính là hai cái cục đường mà đường mật đó mà vị ấy giấu dưới nách đó. Cho nên kiếp sau sinh ra làm quỷ đói, có hai cái cục thịt to mà thường phun lửa bốc cháy khiến cho đau đớn vô cùng. Bây giờ nếu các quý vị mà cái hay chịu khó đọc sách báo một chút đó, các quý vị thấy có những người sinh ra ở trên đời này, trong kinh Đức Phật nói bụng thì to như cái trống, không sai một chút nào. Chúng tôi đã nhìn thấy những người như thế rồi. Mấy năm trước chúng tôi hay đi làm từ thiện ở trên trung tâm Thủy An Ba Vì. Có những bệnh nhân bụng quả thật to như cái trống nhỏ nhỏ vừa vừa vậy. Mà chân á, cái bắp đùi á thì bé không bằng cái gióng tay của chúng ta này. Như vậy có bước đi được không? Không bước đi được mà cứ nằm một chỗ như thế. Lại có những bệnh nhân đầu thì to phải bằng là hai cái mũ cối, hai cái mũ cối của bộ đội chúng ta hay đội ngày xưa, cái mũ cát á, hai cái mũi chập lại một đầu to như thế, thậm chí còn to hơn thế. Mà cổ thì chỉ bằng cái cổ tay của mình thì thôi. Như vậy chúng ta thấy cái cổ đó có đủ cái sức khỏe để đỡ cái đầu không? Không đỡ được. Cho nên cũng phải nằm một chỗ, khổ sở vô cùng. Có những bệnh nhân thân thể gầy còm, nằm ở trên giường lâu ngày quá, lở lét ra, hôi thối vô cùng. Nhưng mình vào tới đó mình không dám nhăn mặt, vì mình phát tâm đến đó là mình phải hòa đồng vào nó. Nhưng mà cái mùi không thể chịu được, nhưng vẫn phải chịu. Vì chúng ta đã phát nguyện đến đó, phát tâm đến đó, thì chúng ta không được khạc nhổ ở đó. Đấy là nguyên tắc khi đi vào những nơi như thế. Không được ghê gớm, nhàm gớm, không được khạc nhổ, không được nôn ọe ở trong đó. Có nôn ra, nó muốn nôn thì phải gì? Ực mà nuốt nó đi. Tôi nói thật đấy, nếu chúng ta nôn ở trong đó là người ta sẽ nghĩ rằng mình đến đây vì cái danh, đến đây vì tấm hình, chứ không phải đến đây vì những người bệnh nhân khổ cực ở trong này. Cho nên không chịu được cũng phải chịu. Mà đặc biệt là không chịu được cũng không được bịt khẩu trang khi vào những nơi như thế. Nếu chúng ta đến những nơi như thế mà bịt khẩu trang vào, người ta bảo chúng ta không chân thành. Đấy là những cái vấn đề tế nhị khi chúng ta đi làm từ thiện đến cả những nơi như vậy đó. Cho nên đó, các vị thấy Đức Phật, Ngài thành Phật đã từ lâu, theo như trong Kinh Pháp Hoa nói thành Phật từ lâu rồi. Ngài ở trong cái cõi tịnh của Ngài giống như Tây Phương Cực Lạc, đâu có khác. Nhưng vì sao Ngài lại phải hiện là một cái tấm thân có sinh, có già, cũng có bệnh và có chết như chúng ta ở thế giới này để độ chúng ta. Chúng ta khổ về sinh, già, bệnh, chết. Ngài cũng có khổ về sinh, già, bệnh, chết. Nhưng mà cái khổ của Ngài á, thì nó chỉ khổ về tấm thân thôi. Tấm thân sinh ra như một đứa trẻ, Ngài cũng phải sinh. Tấm thân của Ngài chết đi ở tại rừng Sa La Sông Thọ cũng phải chết đi. Nhưng điều quan trọng, thân của Ngài có khổ, sinh già bệnh chết như vậy, nhưng tâm của Ngài không có một niệm khổ đau chấp chưởng. Điều quan trọng là khác nhau ở chỗ đó. Ngài đến đây với một mục đích là độ sinh, còn chúng ta đến đây với cái tội nghiệp đã gieo trồng, hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, là một Phật tử, nếu chúng ta nhìn nhận rõ được những nỗi khổ ở thế gian đều do nhân mình gieo trồng mà ra đó, thì chúng ta phải biết sợ những quả khổ về mai sau. Mà sợ quả khổ về mai sau, cái điều tốt nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết trong nay mai, trong thời gian tới. Chuẩn bị như thế nào? Vì sao phải chuẩn bị? Vì chết chưa phải là hết. Đức Phật nói chết không phải là hết. Một số tôn giáo ở trên thế giới họ cho rằng chết là hết, cho nên cứ hưởng thụ đi. Con người ta sinh ra là có định số rồi. Chết là hết. Không còn một chút gì phải vương vấn, phải lo âu, phải sợ sệt nữa. Nhưng cũng có những quan điểm, có những tôn giáo nói rằng á, con người ta ở thế gian này theo một đức tin tôn giáo nào đó, nhất là cái đức tin tôn giáo của họ, khi chúng ta chết đi, được các vị Chúa Trời, được các vị thần linh mà chúng ta tôn thờ họ đó, họ sẽ dẫn dắt thần thức của chúng ta, đem linh hồn của chúng ta về đó, ở cạnh bên họ, và chúng ta được sung sướng, hưởng thụ cái cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, thoải mái ở bên cái vị giáo chủ đó suốt cuộc đời, mãi mãi về sau. Cho nên nó chỉ cần có đức tin với cái vị giáo chủ của tôn giáo họ thôi, thì được, sau khi chết đi được họ cứu rỗi. Nhưng quan điểm của Đức Phật hoàn toàn khác. Chết không phải là hết, để đả phá đi cái sự mê lầm vọng chấp của ngoại đạo nói là chết là hết. Đức Phật nói rằng á, một vị giáo chủ không quyết định tất cả những sự sống chết, vui buồn, khổ đau hay sung sướng của một tín đồ, kể cả Đức Phật. Chúng ta thấy là gì? Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc để vĩnh ly chư khổ. Nhưng mà Ngài phải đưa ra các yếu tố, các điều kiện là gì? Phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này. Kinh A Di Đà nói là này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Vậy thì muốn sinh sang thế giới kia, chúng ta phải có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Thiện căn do đâu mà có? Thiện căn do chính chúng ta gieo trồng mà có. Gieo trồng như thế nào? Các vị biết gieo trồng như thế nào chưa? Gieo trồng thiện căn thế nào chưa? Có ai biết không? Đến ngồi nghe Pháp ở đây tức là gieo trồng thiện căn vậy. Vì sao tôi lại nói đến nghe Pháp như thế này lại gọi là gieo trồng thiện căn? Vì chúng ta được đến trong một đạo tràng trang nghiêm như thế này, 400-600 người mà chúng ta trang nghiêm thanh tịnh như thế này, cùng nhau hướng về chính điện, mắt thì nhìn lên tôn tượng Tây Phương Tam Thánh, chư Phật Bồ Tát, nhìn lên sư phụ, tai thì nghe sư phụ giảng Pháp, một lòng thành kính để tiếp thu giáo Pháp của Đức Phật. Làm cái món ăn tinh thần, làm cái tư lương ngoan ngoãn bổ dưỡng để cho chúng ta đem theo trong suốt chặng đường dài tìm về bến giác. Cho nên thiện căn đi nghe Pháp như thế này, đi tham dự khóa tu 3 ngày như thế này, chính là chúng ta gieo vô lượng thiện căn, gieo vào trong cái A Lại Gia thức của chúng ta vô số những chủng tử thiện, vô số những hạt giống thiện. Và đặc biệt ở đây sư phụ khuyên chúng ta tin sâu một pháp môn nguyện thiết về Tây Phương Cực Lạc, hành chuyên một danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, một lòng một dạ phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này. Nhất tâm niệm Phật, sinh trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn để hồi hướng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, thiện căn do đâu mà có? Do chính chúng ta gieo trồng. Trong 3 ngày tham dự khóa tu như thế này chính là chúng ta đang cùng nhau gieo trồng thiện căn. Tôi và các quý vị chúng ta đều có những cái thửa ruộng phúc điền, tức là thửa ruộng tâm đó, còn gọi là thửa ruộng phúc điền đó. Nay chúng ta gieo những cái thiện căn về pháp môn tịnh độ, những hạt giống pháp môn tịnh độ, những hạt giống niệm Phật A Di Đà Phật của chúng ta. Mỗi một câu niệm Phật là một hạt giống rất là chắc và đẹp của chúng ta được gieo vào trong cái tảng tâm A Lại Gia thức. Lâu ngày chảy tháng, thiện căn đó ngày một nảy nở, nhân duyên đó ngày một sinh trưởng và lớn thêm. Và phúc đức từ đâu mà sinh ra? Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? Phúc đức chính từ câu A Di Đà Phật mà sinh ra. Một câu A Di Đà Phật giữ chặt ở trong lòng, tin sâu không có gì lay chuyển. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy, thực hành cho chuyên, đó chính là phúc đức vô lượng, đó chính là công đức vô lượng. Tín Phật gọi là công, niệm Phật gọi là đức. Hòa thượng Tịnh Không giải là tin Phật thì gọi là công, niệm Phật thì gọi là đức. Tin Phật, niệm Phật đó gọi là công đức viên mãn. Chứ còn cái công đức mà chúng ta thấy cái hòm công đức á, của các chùa mà chúng ta thấy có cái hòm công đức, cái đó gọi là gieo nhân duyên, gieo cái thiện duyên với Tam Bảo. Có công đức không? Cũng có công đức, nhưng công đức đó gọi là còn ở trong phạm vi công đức hữu lậu, tức là công đức có hình tướng, gọi là công đức hữu lậu. Phúc báo đó chỉ đủ cho chúng ta được lại làm người hoặc được sinh lên trời. Nếu như chúng ta không tu tập, không niệm Phật, không thiền định, không giữ giới, thì công đức đó chỉ đủ cho chúng ta được sinh làm người, kiếp sau được sung sướng, giàu có, không thiếu thốn về tiền tài của cải vật chất mà thôi. Hoặc nhiều hơn nữa thì được sinh lên trời hưởng phúc báo ở trên các cõi trời mà thôi. Còn cái công đức thật sự để về Tây Phương Cực Lạc thế giới, Pháp Sư Tịnh Không nói rằng tin Phật gọi là đại công, niệm Phật gọi là đại đức. Đại công đại đức đó đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới để vĩnh ly chư khổ sinh tử trong thế gian này. Chắc chắn sẽ được toại nguyện. Thiện căn chúng ta trồng, công đức chúng ta cũng trồng. Và nhân duyên, nhân duyên có không? Nhân duyên cũng có trong đầy đủ khóa tu này. Thiện căn, phúc đức, nhân duyên đều đầy đủ trong khóa tu này. Nhân duyên do đâu? Chúng ta tạm gác lại tất cả những cái duyên trần ở thế gian. Cuối năm rồi, công việc rất nhiều, gia đình nào cũng bận bịu công việc, nhưng chúng ta vẫn thu xếp được công việc cả đời. Khóa tu mỗi tháng chỉ có một lần, chúng ta thu xếp đến đây cùng nhau tu tập, gieo cái duyên lành với Tam Bảo, kết cái thiện duyên với bạn bè đồng hữu, đồng tu với nhau. Ví dụ thầy lên giảng mà chỉ có 1-2 người, 20-30 người ngồi nghe á thì cũng được, nhưng mà đạo tràng nó sẽ kém đi phần trang nghiêm. Nhưng chúng ta cùng đến 400-500-600 người như thế này, nhìn vào cái đạo tràng nó cũng trang nghiêm, thầy cũng hoan hỷ để truyền trao giáo pháp, chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ để hộ trì cho chúng ta, Thiên Long Bát Bộ cũng vui mừng để ngày đêm luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong khi chúng ta phát nguyện hành trì tu tập, bảo vệ chúng ta khỏi những tà ma ác quỷ đến quấy phá và não hại chúng ta. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ đều hộ trì chúng ta. Sư phụ cũng hoan hỷ đối với chúng ta, và chúng ta cũng hoan hỷ với sư phụ, và lòng cung kính đối với Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ ngày một lớn mạnh và trưởng thành. Cho nên nhân duyên, phúc đức, thiện căn đều do chúng ta gieo trồng. Vậy muốn thoát ly sinh tử có được không? Có thể được, là có thể được. Từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tâm của quý vị luôn luôn như ở trong đạo tràng này, tôi dám đảm bảo các quý vị sẽ không đọa trong ba đường ác. Dám đảm bảo như vậy. Nhưng mà chỉ sợ rằng sau buổi chiều ngày hôm nay, các quý vị ra khỏi cái cửa chùa Khai Nguyên này, cái tính tham sân si của các quý vị từ vô thủy kiếp cho đến nay lại tiếp tục trỗi dậy. Do lòng tham công danh, tham tiền tài, tham sắc đẹp, cho nên chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn để tạo mọi việc ác để bảo vệ cái tâm thân già nua hay còn trẻ trung của chúng ta. Trẻ trung thì chúng ta lại càng tham hơn, già thì còn đỡ đi một chút, nhưng chung quy lại chúng ta vẫn tham đắm vào nó mà tạo nghiệp. Chúng ta si mê, không biết bến bờ giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta suốt ngày chạy theo vọng cảnh ở bên ngoài, mắt nhìn thấy sắc sinh tâm ưa thích, tai nghe tiếng khen thì phỏng mũi cười xòa, nghe thấy tiếng chê thì bực tức giận dữ, mặt nhăn mày nhó khó chịu, sẵn sàng là sắn tay sắn chân, chửi nhau tay đôi tay ba, thề bồi chửi mắng chẳng lời ác nào là chẳng buông ra. Như thế cho nên á, mắt tai mũi thì thích ngửi những mùi thơm, ghét những mùi không vừa lòng vừa ý. Lưỡi thì chỉ thích ăn ngon. Mà ăn ngon ở đây á, ý tôi nói là chỉ muốn ăn thịt, ăn cá được làm từ sinh mạng của các loài động vật ở trên thế gian này. Một ngày không có thịt cá, không nuốt trôi được miếng cơm, ăn sao được? Thế này thì sống làm sao được? Vân vân. Cho nên ạ, chư Phật Bồ Tát mới thấy rằng, Ngài Ấn Quang mới nói, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta ra khỏi chỗ mê rồi, được ở trong cái chỗ giác ngộ, rồi chúng ta lại dễ dàng quay về chỗ mê. Nếu như chúng ta không biết tỉnh giác, không tinh tiến mà vượt ra khỏi những chỗ mê mờ đó. Muốn vượt ra chỗ mê mờ đó phải làm cách nào? Sau khi chiều nay ra về, hãy luôn luôn nhớ lại lời sư phụ dạy. Ai chưa ăn chay được thì mỗi một tháng hãy cố gắng để phát nguyện lấy 2 ngày ăn chay thôi. Đó là ngày mùng 1 và ngày rằm. Cố gắng ngày hôm đó con cháu nó có bê thịt lên á, thì cái tay của chúng ta làm sao nó cứ phải chạy sang cái đĩa rau, đừng có chạy vào đĩa thịt đó. Nhìn cái đĩa thịt, cái cá thật là ngon, nhưng cái ngày mùng 1 ngày rằm đó chúng ta nghĩ gì? Mình phải hướng thiện một chút. Mình không thể như cái con giòi mà sư phụ nói mà Phật đã rửa mình rồi mà mình lại cứ thế mình chạy vào hoài á. Mình phải có một chút cái lòng tự trọng, và mình gì giơ tay vào đĩa thịt, nhưng mình nó phải làm sao, nó phải chạy sang ở bên đĩa rau và gắp toàn rau thôi ấy. Đấy là tu đấy. Mỗi một tháng, bước tiên đầu tiên chúng ta khởi lấy 2 cái ngày hoàn toàn làm việc thiện, nghĩ việc thiện và hành động thiện, lời nói thiện. Đấy, 2 ngày đã. Trời thương gia tiên ban phúc cho chúng ta còn sống được đến Pháp hội tháng 11. Khi đến tham dự Pháp hội tháng 11, chúng ta được nghe Pháp, được tu tập, được thăng tiến lên một chút. Giáo Pháp của Đức Phật rửa cái tâm tham sân si của chúng ta sạch đi một chút. Chúng ta phát nguyện thêm 2 ngày nữa là gì? Là 4 ngày ăn chay. Đó là tu. Đó chính là tu. Thêm 4 ngày nữa thì chúng ta thêm 2 ngày nào? Đó là 14, 15 và 30 mùng 1. Đó là 4 ngày ăn chay. Xa rời những việc ác để tránh những việc sinh tử khổ đau cho đời sau. Đó chính là hành động của một người tỉnh giác, một tín đồ Phật tử biết tu đạo, biết sợ những cái khổ, biết hướng đến cái vui, cái chân thiện mỹ cho bản thân mình ở đời này và đời sau. Rồi qua Pháp hội tháng 11, hình như sang tháng Giêng lại có Pháp hội thì phải. Sang tháng Giêng có Pháp hội cầu an đầu năm, lại được giáo Pháp của Đức Phật tẩy rửa tâm can thân thể của chúng ta đi một chút. Chúng ta phát nguyện thêm 2 ngày ăn chay nữa, tức là 6 ngày ăn chay. Như vậy là đạt được tiêu chuẩn Phật tử tại gia rồi đấy. Là Phật tử tại gia mà 1 tháng không được 6 ngày ăn chay, Đức Phật nói chưa phải là Phật tử tại gia. Vì sao như thế? Vì trong kinh Ni Cái Gia Đức Phật nói á, Đức Phật tán thán và khen ngợi và khuyến khích các Phật tử tại gia của chúng ta 1 tháng nên 6 ngày ăn chay để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình. Và đồng thời cũng là để cho chúng chư thiên hoan hỷ hộ trì chúng ta, bảo vệ chúng ta. Trong kinh Ni Cái Gia Đức Phật nói là mỗi 1 tháng vào ngày 30, mùng 1, 14, 15, 23 và 28. 30, mùng 1, 14, 15, 23, 28. 6 cái ngày này là đích thân bốn vị thiên vương ở cõi trời tứ thiên vương, tức là cõi trời gần với cõi Sa Bà của chúng ta, vào cái trái đất của chúng ta nhất á. Bốn vị thiên vương này thay nhau đi tuần hóa thế gian, mình hay gọi là đi vi hành đó. Các vị vua đi vi hành, mà đích thân bốn vị vua ở cõi trời thấp nhất, tức là bốn vị thiên vương, đích thân đi tuần hóa nhân gian, xem thấy chúng ta không sát sinh mà lại còn hướng thiện trong ngày đó, không ăn thịt mà chuyên ăn chay. Cho nên là các ngài hoan hỉ bảo chúng chư thiên đi theo á, gọi là quan văn á, ghi vào cái sổ bạ là gì? Cái Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C này có thiện tâm, hãy ghi nhớ, để ý nó, bảo vệ nó, đừng có để cho ma vương quỷ sứ dẫn dắt nó theo con đường tà, mà các ông phải bảo vệ hướng cho cái tâm thiện của Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C này. Hướng thiện chọn cuộc đời còn lại, tín Phật, niệm Phật, ăn chay mỗi tháng 6 ngày, bỏ các việc ác lớn. Và sau khi chết đi ở thế giới này, chúng ta chắc chắn thoát được trong 5 nẻo ác xấu ở bên dưới, và được chúng chư thiên tiếp rước thần thức của chúng ta lên các cõi trời, để cho chúng chư thiên ở các cõi trời được đông vui và sung túc. Đó, trong kinh Ni Cái Gia Đức Phật nói đó, phải giữ được mỗi tháng 6 ngày chay giới, ăn chay, thì đó mới gọi là Phật tử chân chính tại gia của Đức Phật. Chúng ta đi quy y 30 năm mà mỗi một tháng 30 ngày, cả 30 ngày thịt cá tì tì á, tâm Bồ Đề không có lớn thêm chút nào, mà chúng ta vẫn cứ khoe là con là Phật tử quy y 30 năm rồi, gọi Phật bằng anh, gọi đệ tử của Phật bằng anh. Tôi có nhiều mấy lần đi lên mấy cái chùa ở trên Ba Vì, mà nơi tôi công tác ở trên đó, đi đến chùa cả cán bộ cũng như các vãi đều gọi là anh sư hay anh sư, thế mới đau. Cán bộ gọi là anh sư rồi thì còn được, mà Phật tử đi quy mặc áo nâu đeo cái tràng ở trên cổ rồi vẫn gọi sư là anh, xưng em, thế mà đau. 80 tuổi vẫn xưng em với nhà sư. Nếu xưng là tôi thì ngại, mà xưng em. Đấy, cái chuyện có thật đấy. Có những cái đợt đấy đi quy Tam Bảo, tín đồ Phật tử và nhân dân làm đơn thỉnh mình đi lên quy y rồi, làm cả đơn từ hẳn hoi, có cả chữ ký dấu chữ đỏ của ông phó chủ tịch xã thôi. Đi lên chuẩn bị quy y rồi á, cái ông cán bộ văn hóa nó ra, nó bảo là thầy phải xuất trình giấy tờ đây thì mới cho quy. Thế tôi bảo nhân dân nhà các ông mời tôi lên, là tôi là còn phải xuất trình giấy tờ cho ông nữa à? Thế là bảo không xuất trình giấy tờ thì không được quy, không được làm lễ trong chùa. Tôi bảo không được làm lễ, không được quy thì tôi về, có cái gì đâu, đơn giản quá. Các ông làm việc như vậy là không đúng trình tự pháp luật nhà nước, và không hiểu biết một cái gì cả. Đó, có những cái nơi mà chúng ta biết là ngay thủ đô Hà Nội này đó còn hiểu biết Phật Pháp như thế, người có trình độ, có văn hóa mà còn như thế thì huống chi là các Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta đi đến đây để nghe Pháp, để tu tập, chính là chúng ta gieo cái thiện căn, gieo cái duyên lành với Tam Bảo, để hiểu biết Phật Pháp. Có hiểu biết chúng ta mới tu tập, mới sửa đổi mình được. Còn không hiểu biết, chúng ta quy y Tam Bảo cho dù đến 50 năm, đến 80 năm, quy y từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không hiểu Phật như thế nào, chúng ta vẫn không phải là đệ tử Phật. Cho nên tôi khuyên các Phật tử chúng ta là gì? Nếu thực sự là Phật tử muốn thoát ly sinh tử, muốn về Tây Phương á, thì cái việc tu tập của mình phải được thể hiện ra bằng hành động, bằng lời nói. Trước tiên các Phật tử nên phát nguyện cho tôi, ai chưa ăn chay được bữa nào á, được ngày nào á, thì 1 tháng cố gắng ăn chay 2 ngày mùng 1 ngày rằm đã. Tiến tới một vài pháp hội sau, hoặc là ngay pháp hội tháng 11 tới, chúng ta phát nguyện thêm 2 ngày nữa là 4 ngày. Một vài pháp hội tới hoặc pháp hội sau, pháp hội vào tháng Giêng, chúng ta phát nguyện thêm 2 ngày nữa là 6 ngày. Rồi một vài pháp hội tới hoặc pháp hội tháng 4, chúng ta phát nguyện thêm 4 ngày nữa là 10 ngày. 10 ngày ăn chay gồm có ngày nào? 30 mùng 1. Mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đó là 10 ngày. Cứ ngày 3, ngày 8 này. Mùng 3, mùng 8 là 2 rồi đúng không? 13, 18 là 4 rồi đúng không? 23, 28 là 6 rồi. 30, mùng 1, 14, 15, đó là 10 ngày ăn chay, gọi là thập chay. Đó. Các quý vị nên ăn chay 10 ngày như vậy. Rồi đến một vài pháp hội sau, đến cuối năm, đến rằm tháng 7, qua rằm tháng 7 nhìn thấy các vong ngọc khổ nhiều quá và phát nguyện là thầy Bạch Phật con rồi phát nguyện 30 ngày con ăn chay, 1 tháng con ăn chay 30 ngày. Được chưa? Có ai dám phát nguyện đến rằm tháng 7 sang năm phát nguyện 1 tháng con ăn chay 30 ngày không? Có ai dám không? Giơ tay xem nào. Ôi, sẽ được ít quá. 600 người mà chưa được 50 người. Mà những người giơ tay hình như là toàn những người đã ăn chay rồi thì phải. Toàn những người đã ăn chay trường rồi ấy, mới giơ tay. Các Phật tử chúng ta tu tập hướng đạo ở chỗ nào? Ở chỗ đó. Nói huyền, nói diệu, nghe Pháp, nói là thầy này giảng hay, thầy kia nói tốt, nhưng chúng ta không làm được, chỉ nghe để cười, nghe để vỗ tay thôi á, thì đó không phải là Phật tử hiểu đạo và tu đạo. Đối với chúng tôi á, điều quan trọng không phải thầy đó giảng cho chúng ta nghe sướng cái lỗ tai hay không, mà cái vị thầy đó lên ngồi trên bục giảng mà cảm hóa được cái tâm của chúng ta thật sự, và chúng ta về chúng ta hành động theo cái lời giảng của vị thầy đó thật sự. Đó mới là điều quan trọng. Nghe thầy giảng xong mà về chúng ta cái tâm Bồ Đề chúng ta nó nấu nung, nó sôi sục lên, và nó phải là con phải nghe theo lời thầy. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 23 đúng không? 7 ngày nữa là ngày mùng 1. Đúng ngày mùng 1, cái đôi đũa của con nó cứ chọn cái đĩa rau nó gắp ấy. Đó, nó thế. Nếu phát nguyện ngày mùng 1 này chọn đĩa rau để gắp được bao nhiêu người giơ tay xem nào? Mùng 1 chọn đĩa rau được gắp thì được một nửa, được 50%. Vẫn còn ít. Còn một số người mùng 1 mà vẫn cứ chọn đĩa thịt, đĩa cá để gắp thì chưa ăn thua. Để cố gắng lên một chút. Cho dù hôm nay không giơ tay, nhưng đến hôm đấy tự mình bảo mình, tự lòng bảo lòng ấy, cứ gắp đĩa rau cho tôi. Không khó đâu các quý vị. Các quý vị tưởng là khó. Các quý vị nghĩ rằng là ăn chay là thiếu chất, là yếu. Hòa thượng Tịnh Không năm nay gần 100 tuổi rồi. Ngài không phải một viên thuốc nào. Đi khám bác sĩ bảo trong người của Ngài không có một chút bệnh gì, không có một chút mầm mống của bệnh tật gì cả. Da rẻ vẫn hồng hào. Gần 100 tuổi mỗi ngày vẫn lên thuyết pháp 2 thời, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ cho tín đồ Phật tử. Đó, cho nên bệnh tật hay là yếu gầy nó là do gì? Do cái cơ địa của mỗi người, do cái nghiệp chướng của mỗi người. Chúng ta thấy vào bệnh viện 1.000 bệnh nhân ở trong bệnh viện, chúng ta thấy được có mấy người ăn chay? Có khi chưa được 10 người ăn chay nào mắc bệnh cả. 1.000 người vào trong bệnh viện mới có thể có 1 người ăn chay vào nhập viện. Chứ còn 9.999 người là ăn mặn bình thường mà sao họ vẫn nhập viện? Chúng ta đừng có nghĩ rằng ăn chay là mắc bệnh. Đấy cho nên các Phật tử chúng ta muốn thoát ly những cái đường sinh tử khổ đau về sau, nay chúng ta phải hướng thiện ngay từ bây giờ. Chúng ta may mắn được làm người, được ngồi đây đã là một hạnh phúc lắm rồi. Tôi nói dám khẳng định với các quý vị, được ngồi đây là hạnh phúc lắm rồi. Cả tôi cũng hạnh phúc, cả các quý vị cũng hạnh phúc. Vì sao mà hạnh phúc? Vì ngồi đây trong một đạo tràng trang nghiêm như thế này, chúng ta cùng được học Phật. Và ngay một tí nữa thôi chúng ta cùng được lễ Phật. Đây là một điều hạnh phúc nhất trong một đời người. Các vị nghĩ rằng cái khi mà còn trẻ, cái ngày hạnh phúc nhất của các vị là ngày gì? Ngày lấy vợ, cha mẹ chúng ta cưới vợ gả chồng cho chúng ta là hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ngày đó là ngày hạnh phúc nhất đâu. Đối với người học đạo, tu đạo và cầu thoát ly sinh tử chúng ta, cái ngày hôm nay, cái ngày hôm nào mà chúng ta còn được đối trước di tượng của Tây Phương Tam Thánh, miệng của chúng ta được trì niệm danh hiệu của Ngài á, và tâm của chúng ta còn được phát nguyện được sinh về thế giới của Ngài á, ngày đó theo tôi mới là ngày hạnh phúc nhất của một Phật tử chúng ta. Vì đọa trong 3 đường ác đạo rồi, chúng ta rất khó để làm được điều đó. Ở trong địa ngục thì khổ sở nấu nung, không một giây phút dừng nghỉ. Chúng ta không thể làm được điều đó. Tôi nói một điều rất đơn giản. Nếu ở đây không ai mà chúng ta gặp cái lúc mà chúng ta ốm đau chưa? Ốm đau thật sự ấy. Lúc đó bảo chúng ta lên lễ Phật, chúng ta có lên lễ được không? Không lên lễ được. Bảo chúng ta niệm Phật có niệm được không? Rất khó để niệm Phật. Ít người có thể niệm Phật được khi mà chúng ta đau ốm thật sự. Làm cho một trận đau răng hay đau bụng hay là đau đầu gì đó vân vân, quằn quại á, lăn lên lộn xuống á, bảo chúng ta niệm Phật đi, chúng ta bảo đau bỏ xứ ra còn niệm cái gì. Mà trong đó chúng ta chỉ có khóc thôi. Ôi dồi ôi, cha ơi mẹ ơi sao mà con đau thế. Ôi dồi ôi Phật ơi con đau thế. Phật ơi thì chả kêu, toàn cha ơi mẹ ơi thôi. Đó. Bảo chúng ta niệm Phật thì chúng ta kêu đau. Đau lắm niệm làm sao được. Mọi người bảo thôi quên hết cái đau đi mà niệm, bảo á, bà có đau đâu mà bà biết. Bà đau thử như tôi xem bà còn niệm Phật được không. Đó. Cho nên á, bây giờ tôi mới nói là hạnh phúc nhất của một người Phật tử chúng ta đó chính là ngay ngày hôm nay, ngay giây phút hiện tại này, chúng ta còn được ngồi đây, còn được nghe Pháp. Và một giây phút chút nữa thôi chúng ta được đỉnh lễ chư Phật, chỉ niệm danh hiệu Phật, đồng nhau lập một lời phát nguyện duy nhất, đó là nguyện sinh, nguyện được sinh trong nước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cùng nhau lấy gì? Hoa sen để kết thiện duyên làm cha mẹ ở đời sau. Cùng nhau lấy Đức Phật A Di Đà là vị thầy bản sư hướng đạo cho chúng ta khi chúng ta được vãng sinh về đó. Cho nên thiện căn phúc đức nhân duyên chúng ta gieo trồng ngày hôm nay, hãy cố gắng để gieo những cái hạt giống đó cho thật nhiều và thật tốt. Còn chết á, bình thường á, ở thế gian á, bây giờ tôi nói sâu một chút hơn cho chúng ta hiểu được. Thế gian họ cho chết là hết, hoặc có người nói là chết là vĩnh viễn ở thế giới bên kia, tức là làm ma á. Mà vĩnh viễn ở thế giới bên kia rồi thì làm thiện cũng có ích gì đâu. Ăn chay tụng kinh niệm Phật cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho nên họ không tin nhân quả, họ không tin Tam Bảo, không đi chùa, không lễ bái, không tụng kinh, không niệm Phật. Mà thậm chí họ còn báng phá những cái việc làm đó của chúng ta nữa. Thậm chí ngay những người thân của chúng ta, ngay chồng chúng ta, ngay vợ chúng ta, ngay con chúng ta, ngay cháu, ngay chắt chúng ta, vân vân. Họ bán phá những cái việc đó. Thì không sao, tùy duyên đi. Và bây giờ tôi nói với các quý vị, chết có phải là hết không? Không, chết là một giai đoạn. Thần thức của chúng ta sang thế giới bên kia. Khi chết, trong kinh Đức Phật, đặc biệt là trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích về con người chúng ta sau khi chết như thế nào. Tôi xin nói vắn tắt và sơ qua cho chúng ta nghe. Chúng ta sẽ thấy sởn gai ốc, da gà nổi lên cuồn cuộn, tóc thì dựng đứng lên cho mà xem. Bồ Tát Long Thọ ở trong luận Đại Trí Độ giải thích rằng con người ta sau khi chết đi, tức là đứt hơi thở này đó, hít vào không thở ra nữa đó, nếu mà người làm việc cực thiện đó thì liền được sinh lên cõi trời và sinh về các cõi Phật. Đó là người làm cực thiện. Khi sinh lên cõi trời và cõi Phật thì thường là ngay lập tức được sinh. Những người làm cực thiện thì ngay lập tức được sinh, chỉ trong một khoảng tích tắc rất nhỏ thôi. Đứt hơi thở một cái, thần thức chúng ta theo quang minh của Đức Phật và của chư thiên liền đi vãng sinh về cảnh giới lành ngay. Đối lại với cực thiện, đó là hạng người cực ác, tạo vô số những cái việc ác, thì hạng người này sau khi đứt hơi thở một cái, thần thức liền bị Diêm Vương ngục tốt. Trong một cái chớp mắt thôi, chúng ta đã bị Diêm Vương ngục tốt lôi vào trước điện tiền của Diêm Vương thì chờ xử án rồi. Không có thời gian thần thức ở ngoài đâu. Những người tạo cái tội ngũ nghịch thập ác ở trên đời á, ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh tăng A-la-hán và làm thân Phật chảy máu, rồi chuyển pháp luân tăng, đó là tội ngũ nghịch. 5 cái đại tội, chết đi liền đọa địa ngục, không có một giây phút nào ở lại nhân gian nữa. Giết cha giết mẹ, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, ngày xưa gọi là cha mẹ cho bú nữa đó. Đó, ngày xưa nói là lấy một giọt sữa của một cái người hàng xóm để nuôi mình sống đó, thì cũng gọi là vú nuôi đó, nuôi nhờ bằng sữa của một bà mẹ khác đó. Ngày xưa chúng ta biết là nuôi con thì phải bằng sữa mẹ nguyên chất, nếu mẹ mà không có sữa thì phải đem đi gửi cái bà mẹ nhà hàng xóm cho bú hộ thì mới nuôi được đứa con đó. Thì cái trường hợp đó, trong kinh Đức Phật nói cái ân nuôi dưỡng đó, thì một giọt sữa thôi cũng gọi là vú nuôi rồi. Nếu giết những người đó thì gọi là giết mẹ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ cho bú, hoặc mình gọi là mẹ kế đó, cha đẻ, cha nuôi, cha dượng, vân vân. Còn giết các vị thánh tăng A-la-hán thì bây giờ thì các vị thánh tăng A-la-hán rất ít, thì chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu, đó là giết các thầy gì, các thầy hòa thượng, thầy A-xà-lê, những các thầy mà quy tam bảo cho chúng ta, những vị đã giữ giới phẩm tỷ khiêu trở lên mà chúng ta giết hại thì đều phạm vào cái tội đồng với tội giết A-la-hán, thánh tăng, thời Phật tại thế không khác. Phá đình, phá chùa, đốt bỏ kinh sách của Đức Phật, đó đều phạm vào cái tội gọi là, hoặc là phá tượng, đốt tượng, phá tượng Phật, đồng vào cái tội làm cho thân Phật chảy máu không có khác. Nói như vậy có Phật tử sẽ nghĩ và sợ là gì? Vậy thì bạch thầy á, những cái ảnh tượng nho nhỏ. Vậy chúng con đốt có phạm vào cái tội mà làm thân Phật chảy máu như thầy nói không? Tùy theo. Có những trường hợp phải, có những trường hợp không phải. Trường hợp phải là sao? Đó tức là chúng ta nhìn thấy cái bức tranh ấy, cái bức tranh tượng Phật ấy, treo ở trên nhà của chúng ta hay là ở chỗ nào chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy cái ông Phật này ghét thế, khởi cái tâm nhìn thấy cái ông Phật ghét thế, và chúng ta gì? Chúng ta dẫm đạp lên cái bức tranh đó. Chúng ta đem gì? Đem bỏ vào bếp bằng cái tâm sân hận, chúng ta đốt vì chúng ta ghét cái tranh ảnh, cái tượng Phật đó. Thì đó gọi là đồng với tội làm thân Phật chảy máu, phạm một trong tội ngũ nghịch không khác. Nhưng còn nếu mà chúng ta nhìn thấy cái vỏ bao hương có cái hình ảnh của Đức Phật ở dưới, rơi ở dưới đất, hoặc là chúng ta đốt cái vỏ bao hương, hoặc là cái quyển kinh sách mà nó rách nát rồi, chúng ta đem đốt. Với cái lòng thành cung kính của chúng ta nghĩ rằng nếu bỏ vào nơi bẩn thỉu thì cũng phải tội. Bỏ vào trong sọt rác thì trong sọt rác có rất nhiều những cái rác bẩn ở trong đó, cũng không hay. Vứt ra ngoài đường thì người ta dẫm đạp lên, sợ cũng bất kính và cũng phải tội cho người ta. Cho nên các bậc tổ sư dạy chúng ta khi mà kinh sách rách nát, tranh ảnh tượng Phật mà hư hỏng thì chúng ta có cách nào để xử lý? Các ngài dạy chúng ta khởi cái tâm thành kính, coi như là coi ảnh Phật như là Đức Phật và coi kinh sách của Đức Phật như là Đức Phật. Và mình coi như là mình trà tỳ cho tấm thân của Đức Phật đi, và mình lấy một cái chậu thật sạch hay một cái nơi nào quét dọn sạch sẽ đi. Chúng ta thành kính và bạch với Đức Phật: hôm nay ngày tháng năm như thế này, con là Phật tử pháp danh thế này, thấy tranh ảnh tượng Phật vân vân đã cũ rách nát, xin cho con là gì? Được là làm lễ để hóa cái tranh ảnh tượng Phật đó đi. Và chúng ta bạch như thế xong, vào đâu là chúng ta tụng bát nhã và chúng ta hóa những cái tranh ảnh tượng Phật đó bằng tất cả tấm lòng thành kính của chúng ta, coi như là chúng ta đang trà tỳ nhục thân của Đức Phật, thì không có tội lỗi gì cả mà còn có được sinh trưởng công đức. Đó. Các quý vị nhớ trước khi hóa tranh ảnh tượng Phật, chúng ta nên cầu nguyện một chút, xong rồi chúng ta tụng bát nhã, chúng ta hóa và chúng ta hồi hướng tam tự quy. Như vậy bằng tất cả tấm lòng thành kính, bằng một cái nghi lễ như thế. Hóa xong cái cho đó chúng ta đem ra cái sông nào nước sạch chúng ta thả đi cho nó mát mẻ thì tốt nhất. Bằng không thì chúng ta cho vào gốc cây nào nó sạch sẽ thì cũng được, chứ không được cho vào trong hố phân, không được để vào những nơi bẩn thỉu. Đó, trong luận Đại Trí Độ nói nếu phạm vào cái tội cực ác nhưng ngũ nghịch thì liền là đọa vào trong ba đường ác đạo ngay, không có thời gian trụ ở thân trung ấm. Nhưng thời nay chúng ta thấy cái người mà tạo tội cực thiện, tạo duyên cực thiện và tạo tội cực ác thì cũng không phải là nhiều. Ác thì có nhưng mà cực ác thì cũng không phải nhiều lắm, cũng có. Đa số là thiện ác đều có, ác thì nhiều hơn một chút. Cho nên sau khi mất đi, trong luận Đại Trí Độ nói là phần lớn chúng ta đều hiện ra một cái tấm thân gọi là trung ấm thân. Tiếng Việt chúng ta gọi là thân trung ấm dịch ra tiếng Hán gọi là trung ấm thân. Cái thân này ở trong một cái dạng ánh sáng, giống như một đứa trẻ 3-4 tháng tuổi ở trong bụng mẹ. Một đứa trẻ 3-4 tháng tuổi ở trong bụng mẹ thì xét ra thì nó khoảng bằng cái nắm tay này, hoặc to hơn nắm tay này một chút. Ở trong một dạng ánh sáng như vậy, có đầy đủ chân tay mắt mũi thân thể của con người giống như thế. Nhưng mà nhìn bằng con mắt thường chúng ta không thấy được, chỉ có dùng bằng thiên nhãn thông mới thấy được thôi. Mắt thường chúng ta không thấy được. Mà nếu ai mà có duyên mà họ cho nhìn thấy thì người đó mới thấy được. Thấy thì chỉ thấy một cái luồng ánh sáng to như là nắm tay hoặc là hai nắm tay ban đêm ấy, cháy lờ vờ bay từ ngoài vào trong nhà cứ bay hết chỗ này chỗ nọ đó. Cái trường hợp như thế mà thường thường người ta về tâm linh người ta gọi là gì, lăn tinh nhá. Ngày xưa, cách đây mấy năm, có rất nhiều người đến nói với chúng tôi, kể những câu chuyện là nó hãi hùng ở trong gia đình. Đến nói rằng, bạch thầy cứu nhà con với. Hỏi làm sao? Thầy không cứu thì chắc nhà con từ già đến trẻ đều thoát tim vì bệnh tim mà chết hết thôi. Bảo làm sao? Bảo thầy cứu với, hồn háo nên cứ nói đi nói lại như vậy. Thì hỏi hoài thì bảo thôi cứ bình tĩnh, chấn tĩnh lại và bình tĩnh, không sợ, đến đây ở chùa, gần chùa, đây ở trong chùa rồi, ở trước mặt thầy rồi thì không có gì mà phải sợ, không ma quỷ nào dám bắt đâu. Cứ kể lại bình tĩnh đi. Vì kể lại ấy, nói rằng ấy, ông nhà con mới mất được khoảng hơn 1 tháng. Khi ấy còn sống ấy, ông nhà con rất khó tính. Ông cụ bị bệnh nằm ở trên giường đã hơn 3 năm. Liệt giường, liệt chiếu. Thì bắt đầu mới ra đi. Nhưng trước khi ra đi ông rất khó tính. Vì ông ốm lâu, ông cố bản. Khó tính lắm. Ông đòi ăn suốt ngày. Ăn rồi thì bảo chưa ăn. Mà có những khi nhà có khách có khứa, cho cụ ăn rồi cụ bảo nó bỏ cho tao đói này. Xấu hổ với mọi người lắm. Sợ mọi người là nghĩ là nhà con bất hiếu với cụ, nhưng không biết làm thế nào. Nên dần dần thì mọi người cũng hiểu. Nhưng mà đặc biệt là cụ ấy chửi bới suốt ngày. Thế hôm cụ mất á, cụ vẫn cứ chửi. Chửi cho đến gần cái lúc cụ mất thì cụ mới thôi. Cụ mất xong 3 ngày một cái thì bắt đầu á, không biết tự làm sao một cái con đóm ở đâu mà nó to lắm thầy ạ. Nó to bà ấy bảo là gì, nó to bằng cái mũ ấy. Thế tôi bảo làm gì có con đom đóm bằng cái mũ. Thì tôi bảo giỏi lắm thì bằng 2 cái nắm tay của tôi này. Thì bảo vầng hình như thế. Nhà con sợ quá cho nên không dám nhìn. Ai cũng thế bảo cho nên con bảo bằng cái mũ. Tôi bảo là phóng đại đấy. Thường thường mình biết cái đấy là cái gì rồi, cho nên mình bảo bằng nắm tay hoặc 2 nắm tay tôi thôi. Làm gì bằng cái mũ. Thế bảo vầng. Mình biết là cái gì nhưng mình vẫn nói với vị ấy là chấn tĩnh, các vị là gia đình ấy, là chắc là cả nhà thì mấy hôm nó mệt mỏi, một thời gian qua hầu hạ cụ cho nên nó mệt mỏi, cho nên không ngủ được, cho nên nhìn thấy thế thôi, có cái gì đâu, ánh hoa, cái hoa mắt của bóng điện thôi mà. Bảo không, một mình con thấy thì bảo là bóng điện, con thấy xong rồi còn gọi bà con dậy cơ, gọi chồng con dậy cơ, gọi các con dậy cơ. Ai cũng nhìn thấy mà sợ lắm thầy ạ. Bảo là mấy bà hàng xóm ở trong họ nhà con đến ngủ á, nhìn thấy mấy lần như thế cho nên bây giờ chả cụ nào dám đến ngủ nữa, sợ chạy hết rồi. Đó. Giờ chỉ còn nhà con nó sợ lắm. Nghe người ta mách và đến đây thầy mới cứu được nhà con. Mình biết là cái gì rồi nhưng mình vẫn cứ bảo là thôi không phải sợ, không sao đâu. Chắc cái con đom đóm nó bay vào mà thầy à, đom đóm gì mà to thế. Làm gì có con đom đóm đấy. Mà nó cứ bay vào cái chỗ của cụ ngủ rồi bay lên trên ban thờ ấy, đậu lên trên mái nhà ấy, trên nóc nhà ấy. Cả nhà cũng con sợ, mấy ngày nay không ăn không ngủ được. Đấy là cái gì? Đấy chính là chung ấm thân vậy, của người đã mất vậy. Vì cái khi mất ấy, cái tâm nguyện của họ có thể là chưa được hoàn thiện. Cái sự uất ức ở trong lòng của họ có thể còn một cái gì đó người ta uất ức quá. Cho nên đó, bằng cái tâm mãnh liệt như vậy muốn trở lại nhân gian. Với người thân, với con cháu, để nói một cái gì hay để chửi mắng hay để trả thù một cái gì đó. Cho nên đó, cái thần thức của họ đi về, họ hiện ra được cả cái ánh sáng của trung âm thân cho người thân xem. Cái trường hợp đó cũng có nhưng mà hán hữu, không phải nhiều. Ở đây không biết chúng ta có ai nhìn thấy cái như thế chưa? Có ai nhìn thấy không? Giơ tay thử xem nào. Hả? Cũng có thấy một hai người giơ tay. À, có đấy. Cái đấy tôi khẳng định với các quý vị là có. Bởi vì tôi xử lý cái này, ngày xưa tôi hay xử lý cái này ít nhất phải trên dưới 10 ca như thế rồi. Nhưng một cái ca này là họ nói rằng là sợ nhất. Và thậm chí là cả những cái người họ hàng ấy, các cụ họ hàng đến ngủ cũng nhìn thấy, chứ không phải là mình người nhà nhìn thấy đâu, mà làm cho người nhà nó sợ. Bảo rằng á, thậm chí còn kể lên nỗi là mà bay đến đâu á, cái đấy nó bay vào đâu ấy, thì cái mùi hôi thối giống như cái mùi mà ông cụ ngày xưa cái khi mất mà nằm hơn 3 năm liệt giường liệt chiếu, cái mùi hôi thế nào thì cái đấy nó bay đến đâu thì cái mùi hôi cũng y như thế. Không thể chịu được mà sợ sệt. Thì bây giờ tôi mới bảo rằng ạ, thôi thì về chuẩn bị trong cái tuần lễ tới đi, mấy tuần lễ chịu khó mua phóng sinh sang. Rồi tôi đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng trong một tuần. Và đúng sau một tuần thì cái ánh sáng đó không còn xuất hiện nữa. Tụng kinh Địa Tạng một tuần phóng sinh, tu phúc tụng kinh Địa Tạng một tuần thì cái ánh sáng đó không ai còn nhìn thấy nữa. Và gia đình đó yên ổn từ ngày đấy cho đến bây giờ. Cũng phải đến gần chục năm nay rồi. Đó cho nên ở trong dạng trung ấm thân. Vì sao mà ở trong kinh Đức Phật nói và Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong Luận Đại Trí Độ là 47-49 ngày chúng ta phải phóng sinh tu phúc, làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho vong linh mới mất kia. Trong luận giải thích nói rằng cứ 7 ngày cái thân trung ấm đó lại mất đi một lần, lại sinh ra một cái thân mới. Thường thường con người ta được 7 lần như vậy, 77 là 49 ngày, tối đa không quá 7 ngày. Tức là cái thân trung ấm đó thọ không quá 7 ngày thì lại mất đi và sinh ra một cái thân mới. Và tối đa nữa cũng không thể sinh ra được quá 7 lần. Đúng 7 lần là 49 ngày. Và cái thần thức đó phải quyết định đi đầu thai vào các cõi lành thiện ác mà nghiệp chướng mình đã tạo. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật mới dạy chúng ta là trong vòng 49 ngày nhà chúng ta có người thân mà chết đó, chúng ta không được sát sinh hại vật, không được cúng tế quỷ thần để cầu mong cho người thân của chúng ta được thoát khổ và chúng ta được khỏe mạnh. Làm như thế thì chỉ có hại thêm cho người sống và hại thêm cho người chết mà thôi. Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng bảo là những ngày trong cái thời gian 49 ngày đó, tốt nhất là thỉnh chư tăng về để đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc là đọc tụng kinh A Di Đà, phóng sinh tu phúc hồi hướng cho vong linh đó. Và đặc biệt đó, cái vong linh đó mà có cái vật gì quý á, thì chúng ta đó, nếu mà chết rồi á, thì chúng ta đứng trước ban thờ di ảnh của họ á, và nói to lên rằng á, có cái vật này của vong linh đó. Nay á, nếu là bố là mẹ mình á, là ông bà mình á, thì nói rằng á, chúng con sẽ thay mặt ông bà hay bố mẹ vân vân đó, đem bán cái vật này lấy tiền để phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo, cúng dường chay tăng để hồi hướng siêu độ cho ông bà hay là cho bố mẹ. Cho nên bố mẹ hãy yên tâm. Không phải lo sợ gì cả, không phải suy nghĩ gì nữa. Hãy nhất tâm để niệm Phật đi, để cầu được siêu thoát đi. Cầu nguyện vào Phật lực gia hộ để ông bà cha mẹ sớm được siêu thoát. Nói như vậy và chúng ta làm hành động y như thế. Tài vật của người mới chết đó, chúng ta đem phóng sinh một phần Cúng dường tam bảo vài phần. Cúng dường tam bảo cũng bao giờ cũng phải làm lớn hơn, vì cái phúc cúng dường tam bảo á, là cái ruộng phúc lớn nhất, công đức vô lượng vô biên. Phóng sinh cũng có phúc, nhưng mà tôi lấy ví dụ phóng sinh công đức chỉ bằng cái chén, còn cúng dường tam bảo công đức bằng cả một ngôi nhà. Vậy chúng ta thấy, vậy cái việc phóng sinh có làm nhưng một phần nhỏ, còn cái phần cúng dường tam bảo là phần lớn hơn, để lấy công đức lớn hơn, để hồi hướng siêu độ cho vong linh đó. Đấy, trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta như vậy. Đức Phật dạy chúng ta như thế thì chúng ta nên y giáo phụng hành để mà làm. Nhất là trong ngày thứ bảy, gọi chúng ta ở trên đời chúng ta, trần gian chúng ta, thế gian chúng ta có cái khóa lễ hồi hướng gọi là thất thất trai tuần, đúng không? Thất thất trai tuần. Thất tức là bảy, thất thất tức là 49 ngày đó. Cứ 7 ngày chúng ta lại làm cái đại lễ hồi hướng cho vong linh một lần theo kinh Địa Tạng dạy. Vì cứ đúng ngày thứ 7, nếu mà cái người thân của chúng ta mà qua đời nó chưa được đi đầu thai á, thì cứ đúng ngày thứ 7 thì nó lại mất cái thân trung ấm nó đi, thì chúng ta hồi hướng vào đúng cái ngày đó để cầu nguyện tam bảo Phật tổ gia hộ, phóng quang minh tiếp dẫn cho, xoay đường chỉ lối cho cái thần thức đó được đầu thai về các cõi lành, như là cõi người, cõi trời hoặc cõi thần, hoặc nếu có phúc nữa thì được sinh vào các cõi Phật như là cõi Tây Phương Cực Lạc vân vân chẳng hạn, hoặc biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. Chúng ta hồi hướng vào đúng cái ngày đó thì cái thân trung ấm đó được mất đi một cái thì nó không thể sinh ra trung ấm thân mới nữa, và họ đi đầu thai và đi thoát hóa về các cõi thiên giới, thiện giới luôn. Đó là cái ý nghĩa vì sao chúng ta, Đức Phật lại dạy chúng ta trong kinh Địa Tạng phải cúng thất thất trai tuần là như thế, phải hồi hướng cho người thân chúng ta là như vậy. Và một điều đặc biệt nữa, ở trong Phật môn á, nhất là các Phật tử chúng ta đi chợ niệm, chúng ta thấy yêu cầu số 1 của chúng ta khi đi chợ niệm cho các liên hữu đồng tu chúng ta đó là gì? Đó là không khóc. Trong khi chết không khóc. Còn thế gian thì chỉ phải khóc thật to, không khóc thì cũng phải bôi nước mắt lên, bôi nước miếng lên trên mắt để mà khóc. Thậm chí có người mà gì bình thường còn sống, giữa mẹ chồng con dâu á, sống với nhau ăn ở không hài hòa á, thì cái cô con dâu bắt buộc khi khóc á, nó dùng cái gì để khóc các vị biết không? Dùng cái lọ cao cho vào trong túi á, đến cái lúc khóc á, giả vờ cúi xuống cho cái lọ cao cho lên, nhỏ nhỏ vào miệng đây, thế là bỏ ra đây. Khóc ấy thì giả khóc thì dễ, nhưng mà nước mắt rỏ ra thì nó phải xuất phát từ trong tâm mình thì nó mới rỏ nước mắt được. Cho nên á, mấy cô con dâu mà ghét mẹ chồng quá nhưng vẫn phải khóc khi mẹ chồng chết á, đó là dùng cái lọ cao á, dí dí vào mắt cho nó chảy nước mắt ra. Cái lúc nào mà nó chảy nước mắt ra, cố gắng ngước lên cho mọi người chụp ảnh, cho mọi người nhìn thấy, à cô con dâu này hiếu thảo quá. Đó, xã hội nhiều chuyện lắm. Có không các quý vị? Tôi đã nhìn thấy cái việc đó rồi, cho nên hôm nay tôi mới nói. Cái đấy có đáng hoan hô đâu mà hoan hô làm gì? Cái việc đó mà đáng hoan hô hay sao? Việc đó mà đáng vỗ tay hay sao? Mệt lắm. Việc đó không đáng vỗ tay một chút nào cả. Ngày xưa khi mà tôi có một ngày xưa khi còn học nghề trung cấp ấy, có một lần tôi đi tụng kinh đám tang theo các sư cùng trường á. Đến mình tụng kinh, mình thấy quái lạ. Có cái cô con dâu của cái nhà cái bà cụ đó mất á, mà quái lạ, cứ thỉnh thoảng lại thấy cô ấy khóc được một tí, lại thấy cô ấy cúi xuống. Mỗi khi cô cúi xuống thì bắt đầu là lại thấy nước mắt cô giàn giụa ra. Thế mình thấy là lạ, mình vừa tụng kinh mình ngó ra đến nào. Thế là mình ngó, mình thấy bắt đầu cô lấy cái lọ cao ra, bắt đầu cô để ở lên trên mặt đó, thế là bắt đầu nó cay thế là nó chảy nước mắt ra. Mình nói, à ra thế, ở thế gian lắm chiêu thật đấy. À, lắm chiều quá. Đấy là cái việc tận mắt tôi nhìn thấy. Cái năm mà 99 á, năm 99 khi mà chúng tôi còn đang học trung cấp, ngoài trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây ấy, giờ là thành phố Hà Nội á. Đấy, nhiều chuyện lắm. Tôi thì nhiều chuyện lắm, biết cũng nhiều chuyện, vì va chạm xã hội nhiều mà, cho nên cũng biết nhiều. Có cái không nói hay không nói mà thôi. Nhưng ở trong Phật môn chúng ta khuyên là con người ta lúc mất không được khóc. Vì sao mà trong Phật môn chúng ta khuyên không được khóc? Hôm nay thầy nói cho các quý vị biết vì sao không khóc. Vì muốn cho cái tâm của chúng ta, cái người mất khi đó không bị tán loạn, không bị khởi lên cái niệm tâm là ái dục và vọng tưởng. Cho nên chúng ta không khóc. Nếu chúng ta khóc, chúng ta kêu gào thảm thiết, ôi giời ơi, bà ơi, sao bà lại vội bỏ cháu mà đi sớm thế, vân vân chẳng hạn, thì cái thần thức của người mất kia nó rung động. Khi nó rung động, nó rung động giống như cái làn sóng ấy, làn sóng của tổng đài và làn sóng của chiếc đài ấy. Khi mà chúng ta phát ra cái làn sóng khiến cho cái tình cảm của cái vong linh mà đang ở trên giường kia nắm được cái tình cảm của chúng ta, giữa tình cảm của chúng ta và tình cảm của vong linh kia, chúng ta khóc toáng lên, kể lể hết cái cuộc sống ngày xưa như thế nào, tình cảm vợ chồng ra làm sao, ân nghĩa ông bà, bố mẹ con cái cháu chắt như thế nào. Càng kể nhiều bao nhiêu thì là càng làm rung động cái thần thức của người đang mất, đã mất ở trên giường kia bấy nhiêu. Mà khi mà họ rung động á thì rất dễ quay trở lại nhân gian, đầu thai vào, thậm chí là làm súc sinh ở trong nhà mình cũng đầu thai luôn các quý vị ạ. Thời Đức Phật còn tại thế á, có một cái ông trưởng giả rất giàu có. Một hôm ấy Đức Phật đi qua cái làng đó, cái ông trưởng giả đó cúng dường Đức Phật một bữa ăn rất hậu hĩnh. Và thỉnh Đức Phật rằng á, bao giờ nếu có đủ nhân duyên Đức Phật đi về đây thuyết pháp á, về làng này thuyết pháp á, thì xin Ngài cứ đến, chúng con sẽ hoan hỉ để cúng dường Ngài. Nhưng cái đợt đó Đức Phật chỉ đi qua đường thôi, chứ chưa phải là về thuyết pháp ở đó. Mấy năm sau, Đức Phật đó có nhân duyên về cái khu vực đó để thuyết pháp ở cái ngôi làng đó. Và Đức Phật nhớ cái lời hứa với cái ông trưởng giả kia là sau này có duyên về đó thuyết pháp thì đến đó ông sẽ cúng dường. Bây giờ nói đến cái ông trưởng giả kia, sau khi cúng dường Đức Phật bữa ăn đó thì một thời gian sau, thời gian ngắn sau, ông ta mắc căn bệnh hiểm nghèo và ông qua đời. Trước khi ông qua đời, ông không kịp chăn chối dặn dò con cái một điều gì. Và đặc biệt là ông ta có 3 cái hũ vàng, ông ta chôn ngay ở dưới gầm giường của ông ta ngủ. 3 cái hũ vàng rất lớn. Do ấy, ông ta bị mắc một cái căn bệnh quái ác, không kịp chăn chối và không kịp di chúc lại cho con của mình. Cho nên ông ta tiếc nuối. Vì vậy mà thần thức của ông ta không ra đi. Sau 49 ngày, qua đến ngày thứ 49 đó, ông ta thấy là gì? Trong chính ngôi nhà của ông ta có một con chó mẹ sinh ra một đàn chó con. Và ông ta ngay lập tức liền đoạt thai của một thai nhi của một súc sinh. Tức là con chó đó, đoạt thai nhi của một con chó. Và ông ta chính thức sinh ra từ bụng một con chó. Con chó đó lớn lên rất khôn ngoan và đặc biệt là rất là nghe lời cái cậu chủ nhà, tức là con trai của ông cụ, ông trưởng giả. Và đứa con trai đó cũng có tình cảm với con chó đó, đặc biệt khác với các con chó con khác cùng một người mẹ chó sinh ra, cùng một bà mẹ chó sinh ra đó. Thì sau này các con chó con khác đều đem cho người hàng xóm hết, nhưng riêng cái con chó đấy được anh con trai của ông trưởng giả kia giữ lại, nuôi nấng lớn khôn. Đến mấy năm sau, con chó đó, cái đứa con trai đi theo, đi đâu thì con chó cũng đi theo. Và đặc biệt là đến tối về con chó chỉ có một chỗ duy nhất, đó là ngủ trúng cái gầm giường mà ông bố của cái anh con trai ngày xưa ngủ. Và bây giờ anh con trai cũng ngủ trên cái giường của bố của mình. Và trên giường thì đứa con trai, dưới gầm giường thì con chó, tức là ông bố của anh ta đó. Mấy năm sau khi, bây giờ là nói đến Đức Phật, đi đến cái ngôi làng đó để du hóa theo cái lời hứa mấy năm trước. Ngài với 1250 vị tỷ khiêu đi đến trước cái nhà của ông trưởng giả ngày xưa, bây giờ là đứa con trai kế vị đó. Kế tục sự nghiệp của cha của mình ngày xưa, vẫn làm ăn buôn bán, vẫn phát tài bình thường. Thế cái đứa con trai á, thì cái lòng xẻn của nó, lòng bỏn xẻn á, nó không hào kiệt như bố nó ngày xưa. Cho nên á, nhìn thấy Đức Phật và 1250 vị tỷ khiêu xin đứng ở ngoài cửa đến để xin đi để khất thực á, xin ăn đó. Anh ta khởi ra cái ý niệm là nếu mà ta cúng dường mình ông Sa Môn Gotama thì được, tức là Đức Phật đó. Còn cúng dường cả 1250 vị á, đi theo á, nhiều như thế ai mà chuẩn bị kịp, không báo trước ai mà chuẩn bị kịp. Mà có báo trước đi chăng nữa chỉ cúng dường được một vài chục vị thôi, làm gì mà cúng dường được cả 1250 vị. Cho nên ông ta bảo gia nhân đóng cửa lại, đừng có đi ra. Nhưng chúng ta biết Đức Phật vì cái lời hứa về bố của nó mấy năm về trước, cho nên Ngài cứ đứng đó. Quá giờ ngọ nhưng Ngài vẫn cứ đứng. Bình thường ra Ngài chỉ đứng khoảng độ vài phút, Ngài rắc cái, rung cái tích trượng 3 lần mà không có ai đi ra là Ngài bước đi nhà khác. Nhưng mà tại sao lần này Ngài đứng hoài, đứng quá giờ ngọ Ngài vẫn cứ đứng? Anh con trai thế lạ quá rồi, bèn phải đi ra để mở cửa ra, cho gia nhân mở cửa ra, mời Đức Phật vào nhà và Chư Tăng vào nhà. Đức Phật và Chư Tăng vào nhà thì bắt buộc bây giờ anh ta phải chuẩn bị thức ăn, đồ uống để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà vì quá ngọ rồi Đức Phật là không tiếp nhận. Nhưng Đức Phật vẫn hóa độ cho anh ta, nói rằng á, ta đến đây không phải vì bữa ăn, ta đến đây là vì lời hứa với bố của ngươi mấy năm trước. Và Đức Phật đem kể cái nhân duyên từ trước rằng, nhân duyên nó hơi dài thầy không kể, xin được vắn tắt thôi. Đức Phật kể cái nhân duyên của giữa Đức Phật và bố nó mấy năm về trước và nói rằng á, vì cái nhân duyên đó cho nên nay ta đến đây để độ bố ngươi. Đứa con trai á, nói rằng á, bố tôi đã chết mấy năm nay rồi. Đức Phật nói ta đã biết. Ta biết bố ngươi đã chết mấy năm rồi, nhưng mà nay vẫn ở ngay bên cạnh ngươi. Đứa con trai nghe Đức Phật nói như vậy thì lòng bảo tại sao Đức Phật hôm nay lại nói những câu chuyện như thế. Rồi liền là thay đổi sắc mặt và thái độ và bạch Đức Phật là xin là Đức Thế Tôn là thương tưởng đến bố con, tha cái tội lỗi ngu si bỏn xẻn cho con, xin chỉ giáo cho con được báo hiếu. Bố con đang ở đâu? Con muốn báo hiếu cha của con, vì tất cả tài sản của con có ngày hôm nay chính là do cha con để lại mà con mới có được như ngày hôm nay. Nghe cái anh con trai của ông trưởng giả nói như vậy, Đức Phật mới nói có đúng là ngày tháng năm đó cha của ngươi chết vì bệnh như thế. Đứa con trai ông trưởng giả bảo vâng bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Khi bố của ngươi chết không kịp chăn chối và phó chúc cho ngươi một lời nói gì đúng không? Bảo bạch Đức Thế Tôn đúng như vậy. Vậy vì nhân duyên đó, sau 49 ngày trong nhà ngươi có một con chó mẹ sinh ra được những con chó con như thế đúng không? Bảo bạch Đức Thế Tôn đúng vậy. Và Đức Phật nói trong các con chó đó có một con chó mà đặc biệt thông minh và gần gũi với ngươi. Nó rất quý ngươi và ngươi cũng rất quý nó. Hai người sống với nhau như một người bạn, có đúng không? Bảo bạch Đức Thế Tôn đúng thế. Đức Phật nói và con chó đó cứ ăn xong hoặc đi đâu về, nó liền vào trong cái gầm giường nơi mà người đang ngủ kia để nằm ngủ, có đúng không? Bảo bạch Đức Thế Tôn đúng như thế. Và Đức Phật nói đó, con chó đó chính là cha ngươi đầu thai đấy. Con trai ông trưởng giả tròn mắt méo miệng, không tin vào tai mình nữa. và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cha của con làm sao lại là con chó được? Đức Phật mới kể nhân duyên. Do mấy năm về trước, cha ngươi cất giấu 3 hũ vàng, châu báu, ngọc ngà, vàng bạc ở dưới gầm giường của cha ngươi. Nhưng khi mà cha ngươi chết bất đắc kỳ tử, không kịp báo lại cho ngươi đó, cho nên tiếc của không đi đầu thai được. Qua 49 ngày, cha ngươi đã đoạt thai của một con chó, tức là đã cướp đó. Trong cái bào thai trước đây thì là con chó, nhưng mà cái khi đó có trường hợp là đoạt thai. Sau này có điều kiện tôi sẽ giảng cho các vị nghe cái trường hợp đoạt thai. Sau khi đoạt thai con chó, cha ngươi sinh vào đó. Nếu bây giờ bằng chứng đó chính là ngươi hãy gọi gia nhân lên đào, bê cái giường kia ra, đào ở dưới đó bao nhiêu tấc sẽ có 3 hũ vàng, châu báu, ngọc ngà rất lớn ở dưới đó. Anh con trai cho gọi gia nhân khiêng chiếc giường ra đào lên, quả thực có 3 hũ châu báu, ngọc ngà, vàng bạc rất lớn mà người cha mình giấu ở dưới đó. Bây giờ anh ta mới vật vã trên đất, quỳ lạy Đức Phật và xin Đức Phật là thương tình tế độ cha của anh ta. Đức Phật nói: ta đến đây cũng vì lời hứa với cha ngươi. Mấy năm trước khi cúng giàng ta một bữa ăn, khi ta đi qua đường, và Đức Phật thuyết một bài kinh nhân quả cho con chó đấy nghe. Nghe xong con chó liền sủa lên mấy tiếng và ngồi mà chết đó. Tức là con chó chết ngồi đó, giống như con người ấy. Ngồi chồm hổm, ngồi 2 chân trước 2 chân sau, theo cái tư thế chúng ta thấy con chó nó ngồi nào chứ, lại ngồi như thế. 2 chân trước thì dựng đứng thẳng. Và con chó đó chết. Và Đức Phật nói: do cái nhân duyên mà cúng dường Đức Như Lai một bữa ăn, và cha ngươi sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi từ hôm nay. Đấy, chúng ta thấy cúng dường Đức Phật có một bữa ăn mà Đức Phật còn gì? Còn hóa độ cho được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Khởi ra một cái niềm tâm trước khi đi á, khởi ra một niềm tâm tham đắm tiền tài của cái của mình, thương tưởng người thân của mình, cho nên đọa làm kiếp chó mấy năm, làm súc sinh đó, làm thân con chó mấy năm. Có rất nhiều những câu chuyện như thế kể ở trong những cái chuyện cổ tích của Phật giáo. Ngày xưa chúng tôi hay đọc sách nhiều, cho nên là cũng biết được nhiều những cái câu chuyện cổ tích của nhà Phật, những câu chuyện mà luân hồi nhân quả báo ứng ở trong nhà Phật. Cho nên đó, chúng ta thấy là cái khi mà trước khi, trong khi và sau khi chúng ta mất đó, trong thời gian 49 ngày đó rất quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy đó, mà ở đây các đạo hữu Phật tử chúng ta muốn tránh đi cái kiếp ma quỷ, đói khát ở trong đường ngã quỷ và con đường súc sinh khổ đau, thì cái khi mà chúng ta chết, cố gắng bảo người thân chúng ta đừng có khóc lóc, đừng có kể lể nhiều, mà hãy niệm Phật cho mình nhiều. Đừng khóc lóc, đừng kể lể. Càng khóc lóc kể lể, chúng ta lại càng khởi cái tâm ái luyến ái. Mà khởi tâm luyến ái thì lúc đó rất dễ để đầu thai vào cái nhà đó. Thậm chí chúng ta đoạt thai làm một đứa cháu nội hay được đứa cháu ngoại ở trong nhà luôn. Cái chuyện đoạt thai cũng có. Việt Nam chúng ta cũng có những trường hợp đoạt thai như thế. Và những trường hợp đoạt thai á, kể ở trong luận chuyện của Phật giáo có rất nhiều. Nhưng vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi không được kể ra nhiều những cái câu chuyện đó. Đặc biệt là khi chết đi, cái thần thức của chúng ta rất nhạy cảm. Nó giống như người chết đuối vậy. Các quý vị có thấy người chết đuối bao giờ chưa? Có ai đã từng được chứng kiến thấy người mà chết đuối ở dưới sông bao giờ chưa? Cái lúc họ đang chuẩn bị á, Ngày xưa chúng tôi tí nữa vì bị chết đuối cả một đoàn chục đứa với nhau á. Năm đó tôi nhớ là năm đó là năm hình như 17, 18 tuổi thì phải. Đi làm, đi lên rừng kiếm củi xong xuống ấy. Đi lên rừng kiếm củi xong bắt đầu xuống thì về cái con sông vào tắm thì đứa nào cũng biết bơi. Đứa nào cũng biết bơi thì duy nhất hôm đấy đi thì có cả nam cả nữ cùng đi lấy củi với nhau. Thì trong cái đoàn đi đây có một cái cô bé là không biết bơi, nhưng mọi người thì cứ nghĩ là giống như mình biết bơi á, mà phải đem cô ấy ra giữa cái đoạn sâu nhất á, thả để cho cô ấy bơi. Khi mà thả ra thì cô lại không bơi được, cô cứ chìm. Cô chìm ra thì tất cả đứa nào đứa đấy sợ quá, cái này là xông vào để cứu. Xông vào cứu thì cô ta lại cứ ai xông vào thì cô ta ôm chặt lại, thì những đứa đó là không bơi được nữa. Những đứa khác nhảy vào nó là ôm tiếp. Cái ông kia, cái đứa vào cứu là ôm tiếp, cứ như thế ôm nhau. Và khi đó tôi thấy đứng ở trên tôi thấy sợ quá, tôi mới hét mấy đứa là bảo chúng mày không được vào đó mà phải đứng ở xa mà tóm tóc mà lôi nó vào. May mà có mình ở trên bờ mình hét như vậy thì khi đó là mấy cái đứa mà ở bên trong này đi ra là lôi tóm tóc từng đứa là lôi vào, thì đứa nào cũng được một bụng nước, may mà không chết đứa nào. Đó cho nên á, cái người chết đuối á, chúng ta thấy khi mà họ chuẩn bị chết đuối á thì tóm được cái gì là họ ôm chặt lấy. Thần thức của chúng ta cũng y như thế, khi mà cái tấm thân của chúng ta mà thở ra không hít vào được nữa, tức là chết rồi đó. Cái thân trung ấm của chúng ta nó sinh ra một cái thân trung ấm rồi, thì cái thân trung ấm đó rất nhạy cảm. Lúc đó chúng ta làm thiện làm ác họ đều cảm nhận được hết. Nếu chúng ta khóc lóc kể lể thì họ khởi ra cái tâm là thương cảm và đầu thai vào con vật ở trong gia đình chúng ta cũng có. Thậm chí là đoạt thai làm con cháu chúng ta cũng có. Hoặc là những bà mẹ nhà hàng xóm chuẩn bị sinh con, nó đoạt thai để nó làm đứa trẻ ở gần đó để được gần nhà cũng có. Cho nên đó, việc tốt nhất đối với chúng ta khi có người mất đó là không khóc lóc và niệm Phật thật nhiều, hồi hướng cho họ. Và một cái việc nữa là không được sát sinh trong vòng ít nhất là trong vòng 49 ngày đó. Được mà 100 ngày thì càng tốt. Nếu không thì 49 ngày cố gắng đừng có sát sinh ở trong nhà. Nếu bắt buộc phải làm cơm nước để tiếp đái họ hàng, làng nước đến phúng viếng đó, thì chúng ta ra chợ mà mua những đồ làm sẵn. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy con vật đó chết, và chúng ta không dặn họ giết trước để cho chúng ta ra lấy, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật cũng phương tiện, có thể phương tiện cho chúng ta làm được điều đó. Nhưng mà tất nhiên vẫn có quả báo đó. Nhưng mà không phạm một cái tội sát sinh thì nó giảm được đi rất nhiều, giảm được 5-70% cái tội sát sinh đi. Vẫn có quả báo là thường mạng, ăn thịt nó sau này chúng ta phải trả thịt cho họ. Đó là chắc chắn rồi. Cho nên nếu nay các quý vị mà không muốn sau này chúng ta không muốn sinh vào làm súc sinh để trả thịt lại cho bây giờ chúng ta ăn thịt của họ, thì bây giờ tốt nhất là dừng việc ăn thịt lại và cố gắng phóng sinh tu phúc tu đức ngay bây giờ đi, thì chúng ta mới không bị họ ăn thịt của chúng ta. Từ khi tôi vào đạo cho đến ngày hôm nay là 19-20 năm. Hiểu được lời dạy của Đức Phật một phần nào đó. Và tôi phát nguyện là đời đời kiếp kiếp về sau không để cho chúng sinh ăn thịt mình nữa. Cho nên là bắt đầu từ ngày đó cho đến ngày hôm nay tôi không bao giờ ăn một miếng thịt nào của chúng sinh nữa. Và cho đến tôi còn sống một hơi thở nào, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ở đời này, tôi cũng sẽ không ăn một miếng thịt nào của chúng sinh nữa. Thì chắc chắn rằng việc ăn thịt của chúng tôi dừng lại ở đời này kiếp này, từ khi tôi xuất gia cho đến nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào. Và tôi tin rằng bằng cái sự tu tập của mình, bằng cái sự gia hộ của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn rằng tôi sẽ không bị chúng sinh ăn thịt ở đời sau nữa. Đấy là gì? Đấy là quy luật vận hành của nhân quả. Chúng ta phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, bạn được vãng sinh rồi, còn bị chúng sinh ăn thịt nữa không? Không ăn thịt nữa. Cho nên các quý vị Phật tử chúng ta ai không muốn chúng sinh ăn thịt chúng ta thì hãy ăn chay từ bây giờ và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được vãng sinh rồi thì chắc chắn không bị chúng sinh ăn thịt nữa. Và chúng ta cũng không phải ăn thịt chúng sinh để tạo nghiệp nữa. Cho nên để chuẩn bị cho cái khi chết, chúng ta đi về đâu? Đi vào con đường súc sinh ngạ quỷ hay địa ngục? Thì chúng ta phải xem xét ngay trong cái cuộc sống, hành động, lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta ở ngay bây giờ. Còn sinh về trời hoặc được làm người trở lại, hoặc muốn sinh về cõi Phật A Di Đà, thì chúng ta phải phát đại nguyện, hành đại hạnh, khởi tín tâm rộng lớn với Tam Bảo, đặc biệt là về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Trung Phong Tam Thời niệm, Đức Phật dạy chúng ta, Ngài Trung Phong Quốc Sư dạy chúng ta là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương, tin chúng ta là người niệm Phật phát nguyện vãng sinh sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giữ niềm tin như thế không thay đổi, đó gọi là khởi niềm tin chân chính. Đã tin rồi thì Ngài Trung Phong dạy chúng ta phải nên phát nguyện. Nguyện như thế nào? Nguyện một đời được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện sau khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật sẽ tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện dứt tất cả các việc ác ở thế gian ngay trong cuộc đời này, và nguyện tu tất cả các việc thiện nếu có thể ngay trong cuộc đời này. Và đặc biệt là hành đại hạnh. Có tín có nguyện mà không có hạnh thì giống như đỉnh có hai chân, chắc chắn không thể đứng vững được. Cho nên phải hành đại hạnh. Hành đại hạnh đó làm sao? Ngài Trung Phong dạy chúng ta là phải chuyên tâm niệm Phật. Một câu hồng danh A Di Đà Phật chẳng rời trong tâm mình. Miệng mình có thể không niệm ra tiếng, nhưng tâm mình đừng có rời nó. Mỗi khi cái việc ác nào khởi lên, chúng ta đều là gì? Nhớ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vài câu như thế thì việc ác tự dừng. Cho nên hôm qua chúng tôi nói với các quý vị là gì? Nhất là trong thời gian gần đây, công việc chùa chiền rất nhiều, thậm chí những việc xảy ra trong chùa cũng rất nhiều. Nhưng chúng tôi có buồn không? Không buồn. Nói không buồn một chút nào thì không đúng. Cũng có, nhưng mà chỉ thoáng qua một chút thôi, nặng đầu một chút thôi. Chúng tôi liền lên trên chính điện, nhìn thấy 3 pho tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Quán A Di Đà, Quán Âm Thế Chí mà thợ làm vừa xong đó, tướng hảo rất trang nghiêm, to đẹp. Tôi trên nhìn thấy tôn tượng của Ngài, chắp tay xá chào một lạy. Tôi mỉm cười với Ngài và nghĩ là Ngài cười lại với tôi, và bao nhiêu phiền não đều rơi rụng hết trong cái xá chào đó. Cho nên đấy chính là phương pháp gì? Niệm Phật thì sẽ diệt trừ được phiền não, diệt trừ được sân hận và diệt trừ được si mê đó. Các quý vị mỗi khi mà sân giận hay tức giận nổi lên đó, cứ niệm Phật một chốc là hết thôi. Cứ một lòng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một chút là hết. Đó, cho nên hành chuyên tức là một lòng niệm Phật. Ngài Trung Phong ấy, hành chuyên tức là một lòng niệm Phật. Tôi nhớ lại lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong Văn Sao, dẫn lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là gì? Cái việc được vãng sinh hay không hoàn toàn nhờ vào có tín nguyện hay không. Đó. Chúng ta có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hay không hoàn toàn nhờ vào có tín tâm và có nguyện lực hay không. Phẩm vị của chúng ta về nơi đó có cao hay thấp thì hoàn toàn nhờ vào cái sự thực hành câu A Di Đà Phật sâu hay là cạn. Cạn tức là niệm ít, sâu tức là niệm nhiều. Các quý vị về muốn niệm nhiều, niệm trong hơi thở của mình á. Các quý vị cứ hít vào Nam thở ra Mô, hít vào A thở ra Mi, hít vào Đà thở ra Phật. Cứ như thế các quý vị làm. Khi các vị nói chuyện với ai thì thôi, thì để ý vào cái việc nói chuyện, tâm không tạp loạn ra ngoài. Không nói chuyện mà cái hít vào thở ra liền nam, hít vào thở ra niệm mô, hoặc hít vào nam thở ra mô, vân vân, đều có thể được. Cái niệm Phật ở trong tâm mình đó, trong hơi thở của mình đó mới là chuyên sâu. Trong hơn một năm qua chúng tôi luôn thực hành cái phương pháp mà niệm Phật là theo hơi thở, gọi là sổ tức niệm Phật đó. Hít vào thở ra niệm nam, hít vào thở ra niệm mô, cho đến tuần tự đến A Di Đà Phật. Khi mà lúc chúng tôi làm đó, hoặc chúng tôi nằm nghỉ á, cái hơi thở mình ngắn á, thì hít vào niệm nam thở ra mô, hít vào A thở ra mi, hít vào Đà thở ra Phật. Cứ như thế dần dần tâm chúng ta nó an tịnh hơn, trí tuệ chúng ta sáng suốt hơn, công việc chúng ta làm có kết quả hơn. Cái đấy là những cái bằng chứng mà chúng tôi đã và đang làm mà thấy kết quả rất là tốt. Mong các Phật tử chúng ta cứ thử đi, chúng ta sẽ thấy được. Nếu làm được điều đó thì khi chết chúng ta không sợ không có chỗ về, mà chỗ về của chúng ta chắc chắn cũng phải được sinh lại làm người và được gặp Phật pháp tu tập tiếp theo, chứ không bị đọa lạc. Khá hơn một chút nữa chúng ta được sinh lên các cõi trời và tiếp tục tu học Phật pháp ở trên các cõi trời đó, và nhân duyên viên mãn đầy đủ chúng ta về với Phật A Di Đà nữa thì càng hạnh phúc nữa, càng viên mãn nữa. Và viên mãn hạnh phúc rồi thì có còn gì để nói nữa không? Không còn gì để nói nữa. Mà không còn gì để nói nữa thì chúng ta chuẩn bị nghỉ.